Mình chào quý vị khán thính giả bà con cô dì chú bác anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người kể chuyện ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho đỉnh Tùng Voice, Triển chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Quác Tử. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho đỉnh Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay qua giọng kể của truyền Chiêu. Làng Kim An nằm ở một vùng quê hẻo lánh, cách thủ đô 300 km về phía Bắc. Gọi là làng chất thực chất nơi này chỉ có hơn chục nóc nhà quy quần lại với nhau trông chúng chẳng khác gì mấy túp lều tạm bỡ chỉ có duy nhất một ngôi nhà của bà thầy bùa nậu được xây bằng gạch nung nằm ở cuối làng và ngôi nhà ấy cũng chả biết được bà ấy dựng lên từ bao giờ theo lời kể của người dân làng kim an thì cách đây ba năm họ là những kẻ lang thang vất vưởng vì nạn đói lịch sử sau chuỗi ngày dài lê tấm thân tàn đi xin ăn mà vẫn không có một chút lương thực nào để lấp cái bụng đói. Cuối cùng không còn đủ sức lết đi, họ đành phải nằm lại một gốc đa ven đường chờ chết. Cái gốc đa ấy trải qua hơn một tuần trăng thôi, đã trở thành nơi tụ tập của tất cả những động vật ăn xác sống. Chúng kéo đến vì cái mùi xú uế từ người sống lẫn những xác chết đang phân hủy. Mà cái lũ xúc vật đó cũng chẳng thèm quan tâm ấy là người còn sống hay kẻ đã chết. Cứ thế lao vào, moi gan, móc ruột ra thưởng thức, bởi giờ này có sống cũng chả còn sức mà chống cự. Thôi thì mặc kệ cho chúng tiễn mình khỏi kiếp sống đọa đầy. ấy vậy mà cũng có một số người chưa đến lúc chết, phải nằm lại đó cho lũ ruồi nhặng đẻ trứng lên những chỗ lở loét trên cơ thể. Để rồi chúng phát triển thành mấy con giỏi béo núc, cứ thế đục khoét làm tổ trên da thịt. Nửa tuần trăng nữa lại trôi qua. Lúc này kẻ sống sót chưa đến chục người. Cũng may trong cái lúc đang thòi thóp chờ đợi sang thế giới bên kia. Đám người ấy được một bà lão đi ngang qua trông thấy. Bà lão ấy chả phải ai khác mà chính là thầy bùa nậu. Họ nhìn thấy bà cụ khoác trên người, bộ áo dài, may bằng lụa tơ tầm óng ánh. Cũng phần nào đoán ra được, ấy là một nhà hào môn, lại nghĩ bọn ăn trên ngồi chốc trong cái xã hội ấy lúc nào chả xem cái lũ dân đói như cỏ rác nên cũng chẳng thèm để ý bà cụ đang lấy ra một loại cổ bé bằng hai ngón tay màu vàng nhạt nhìn chả khác gì đứa trẻ sơ sinh bà chẳng nề hà cái mùi tử khí kia từ từ tiến tới chỗ đám người chờ chết vì đói dùng kéo chia cái thứ đang cầm trên tay ra làm nhiều phần sau đó nhét vào miệng họ mỗi người một miếng nhỏ gần chục người mới khi nãy thở còn khó khăn ấy vậy mà sau khi giáng sức nuốt cái thứ kia xuống bụng lại cảm thấy cơ thể như được tiếp thêm sức mạnh một lúc sau mấy người chết đói ấy đã có thể ngồi dậy được cả đám nghĩ đây là một vị thần tiên nào đó xuống cứu mạng liền tỏ ý muốn dập đầu cảm tạ thì bị bà lão cản lại ra hiệu đi theo mình vậy là cả chục người đó lết cái thân thể trông chả khác gì bộ xương của mình đi theo bà lão bọn họ không hiểu bà ấy cho mình ăn thứ thuốc thần gì mà sau hai đường vượt qua cả một khu rừng rộng lớn ấy vậy mà cơ thể vẫn còn cảm thấy khoan khoái họ cứ đi thêm nửa ngày đường nữa mới đến được nơi ở của bà ấy lúc đó cái thứ thảo dược kia mới hết tác dụng vào nhà tự tay bà nấu một bữa cơm thịnh soạn mời họ ăn. Cả đám người sau khi ăn uống no say mới mang cái sự thắc mắc về loại thảo dược kia ra hỏi, thì được bà lão trả lời. Ấy là nhân sâm do một người bạn tri kỷ của bà tặng. Còn việc vì sao bà muốn họ tới đây chỉ đơn giản là bà lão sống một mình nay chán cảnh cô đơn nên rủ họ đến ở cho vui. Những người được bà nậu cứu sống cảm thấy biết ơn bà lắm, thấy bà sống có một mình thì xin nhận làm mẹ bà lão cũng vui vẻ đồng ý rồi cho đám người đó tá túc lại nhà mình hơn một năm dùng những hiểu biết của mình dạy cho họ một số nghề thủ công giúp cải thiện cuộc sống rồi lại chính tay bà xem hướng đất dựng nhà cho từng thành viên một trải qua một thời gian dài những người dân ở đây cũng quen với chỗ mới họ bắt đầu giao thương với bên ngoài bằng cách bán những thứ mình làm ra như nông cụ vải vóc để đổi lấy thức ăn tiền bạc. Cũng nhờ những cuộc giao thương ấy mà kiếm được người kết duyên, làm cho ngôi làng này ngày càng đông đúc. Thời gian lại trôi qua nhanh như con én lượn. Bây giờ ngôi làng ấy đã đông đúc chủ phú lắm. Nhà cửa cũng xây bằng gạch nung hết cả rồi. Nhưng chỉ có ngôi nhà cuối làng của bà nậu khi xưa vẫn không sửa sang thêm gì, mặc kệ cho rêu mốc tàn phá theo thời gian. Lại nói về bà nậu ở cái làng Kim An này có một tập tục được gìn giữ suốt bao nhiêu năm nay. Đó là việc thắp đèn lồng và mỗi dịp trung thu về. Không cần biết hộ gia đình ấy giàu hay nghèo, chỉ cần đến rằm tháng 8 là nhất định phải thắp đèn lên. Loại đèn dùng để thắp sáng được thiết kế giống với mấy cây đèn kéo quân ở các vùng khác, chỉ khác ở một chỗ cái bóng hắt ra từ đó lại là những ký tự cổ quái sau khi thắp qua một đêm chính lại được mang vào đặt lên ban thờ chỉ duy nhất một cái đèn lồng cổ ở trong nhà bà nậu không được thắp sáng nói chính xác hơn là tuyệt đối không được thắp sáng thậm chí trước khi chết bà nậu cũng dặn con cháu nhớ rõ lời ta cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải giữ cẩn thận cái đèn đó và tuyệt đối không được thắp sáng nó. Nói xong thì bà thở hắt ra một hơi rồi qua bên kia thế giới. Lũ con cháu, những người khi xưa được bà nậu cư mang về sau cũng nhất nhất theo cái lời dặn ấy, mặc dù họ cũng chẳng hiểu nó ẩn chứa điều gì. Đám thanh niên hỏi người già ở đây họ cũng chỉ nói là làm theo bà nậu còn lý do tại sao thì bà ấy không nói hoặc là mấy cụ ấy cố tình giấu một điều gì đó rất khủng khiếp liên quan đến thế giới tâm linh. Cứ thế năm này, qua tháng nọ, cứ đến Tết Thiếu Nhi là cái làng Kim An ấy lại thắp đủ các loại đèn, trừ cái đèn đặt trên ban thờ nhà bà nậu ra. Cho đến một ngày, trên cánh đồng có hai thằng bé chăn trâu độ 12-13 tuổi, ngồi cạnh một đống rơm đang cháy đỏ rực, bốc lên một làn khói mỏng lẫn cái mùi khoai lang nướng thơm phức, dự chúng đó mới đi mót trộm ở đâu đó về đây để nướng ăn. Một thằng nhóc thân hình hơi gầy, nãy giờ vẫn đang thao thao kể về cái truyền thống kỳ lạ ở làng Kim An của nó, làm cho thằng béo mải mê nghe câu chuyện mà quên mất mấy củ khoai, đến khi cả hai người thấy cái mùi khen khét, mới vội vàng cầm cái que củi gạt đống trò ra. Lúc này củ khoai đã biến thành cục than đang cháy hồng. Thằng gầy ném cái que củi sang một bên hậm hực nói. Có củ khoai thôi mà cũng không trông được. đâu là con lợn, biên chả làm được gì. Thằng biên béo nghe bạn trách nó liền đáp trả. Này thằng khôi đốm kìa. Chả phải mày bốc phép làm tao quấn theo câu chuyện nên mới... Thằng khôi lập tức quắc mắt nhìn bạn mình nói. Chứ mày không thấy bên làng tao... Năm nào tới dịp Tết Trung Thu cũng đều mang mấy cái đèn treo trên bàn thờ ra thắp à? Ờ, tao biết, nhưng mà mấy chuyện về thế giới vô hình, tao thấy sao sao ấy. Sao là sao? Thì mày bốc phét chứ còn sao nữa. Mặt thằng Khôi bỗng đỏ bừng, ngay lập tức nó đứng phát dậy, chỉ vào con trâu nằm ở bụi tre gần đó nói lớn. Có con trâu làm chứng, tao không có nói sạo. Cái đèn lồng đó bây giờ vẫn còn trong nhà bà ấy ý mày là cái nhà hoang cuối làng đúng không thằng khôi gật mạnh một cái khẳng định lời của nó nói nhưng lại bị thằng bạn đáp trả bằng ánh mắt nghi ngờ vậy mày lấy cái gì chứng minh tao mới tin thằng khôi gãi đầu mấy cái rồi nói mày muốn tao lấy cái gì chứng minh thằng biên ghé sát miệng vào tai bạn mình nói nếu mày dám thì đêm nay tao với mày sẽ vào nhà bà ấy lấy trộm cây đèn mang ra đây thắp sáng một lúc rồi lại trả lại khôi đốm nghe thấy vậy vội vàng lắc đầu nói thôi thôi không được đâu ấy là điều cấm kỵ của làng tao lỡ có chuyện gì thì tao thằng biên chen ngang nếu mày sợ thì thôi mày là thằng nói xạo thằng biên béo lặp đi lặp lại mấy câu thằng xạo chó khiến cho thằng khôi đốm mặt nóng như than hồng Thôi được rồi, thế 10 giờ tối nay đi qua nhà tao. Thằng Biên được thẻ khích thêm mấy câu. Được rồi, tối nay đứa nào không đi là chó. Nói rồi hai đứa chúng nó chia làm hai hướng lùa trâu về nhà dưới cái dáng chiều êm ả. Ở thôn quê trời thường rất mau tối, khi thằng Khôi dắt con trâu cột vào trong chuồng cũng là lúc những tia nắng cuối ngày tắt dần sau khi vứt cho con thú cưng to lớn một ôm cỏ khô nó ra sân dính tắm quà loà rồi chạy thẳng lên nhà trên tới nơi thấy ông văn là nội của nó đang đứng thắp nhang trước bàn thờ gia tiên một hồi ông văn lấy cái lồng đèn xuống đưa cho cháu nội nói con cầm cái đèn này thắp sáng rồi mang ra treo ở cổng đi thằng khôi nghe theo lời ông nó mang cái đèn lồng của nhà nó treo lên trước cổng Ánh lửa bập bùng soi xuống đất những ký tự kỳ quái. Những nhà còn lại trông thấy nhà trưởng làng sáng đèn, họ cũng bắt chước làm theo. Chả mấy chốc làng kim an lấp lánh ánh đèn vàng trông rất đẹp mắt. Sau bữa cơm tối, thằng Khôi liền chạy ra đầu làng, đợi thằng bạn thân của mình. Nhưng khi tới nơi, nó đã thấy thằng mập ấy đứng đợi từ lúc nào. Vừa thấy nó, thằng Biên liền trách. Mẹ, làm cái gì mà mãi mới ra? để cho ta bị mũi nó hút no cả máu. Thằng Khôi nở một nụ cười nham nhở, lộ ra hai cái răng cửa bị mẻ mất một nửa giải thích. Thì ta phải lừa lúc thầy bố tao không để ý mới lẻn đi được chứ. Thằng Biên tay vẫn đập mấy con mũi đang đậu trên má hỏi. Đi chưa mày? Giờ đi luôn. Nói xong thằng Khôi quay lưng bước đi. Thằng Biên béo nghe bạn nói cũng ù ù cạc cạc chạy theo mày không sợ người làng nhìn thấy hay sao? Thằng Khôi đốm liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói. Yên tâm đi, ta mới phát hiện bên hông nhà bà ấy có một cái lỗ chó đổ cho ta chui vào. Sẽ vào bên trong, còn mày chỉ đứng ngoài canh gác. Chỉ một thoáng hai đứa nó đã đứng trước cửa nhà bà nậu. Thằng Khôi dựa vào thân hình nhỏ bé của mình, nó chui qua cái lỗ một cách dễ dàng. Khác với cảnh quan tươi sáng bên ngoài, nơi thằng Khôi đang đứng lại là một không gian tĩnh mịch, không kém phần u tối. Đôi mắt thằng Khôi lúc này phải dựa hoàn toàn vào ánh trăng trên đầu để tiến tới gian nhà chính, nơi bà nậu để cái lồng đèn. Đứng trước cánh cửa lớn được làm bằng gỗ lim đen bóng, nó tự cảm thấy hồi hộp, liền hít một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh, rồi mới dùng sức từ từ đẩy cánh cửa mở ra thằng Khôi chỉ cho cánh cửa mở hé, đủ để thân hình nó lách vào. Không gian bên trong nhà bản đậu hoàn toàn khác với một căn nhà bị bỏ hoang lâu năm, bởi vì kể từ khi bản đậu ra đi, ngôi nhà này vẫn được người làng thường xuyên quét dọn, cho nên nội thất của nó lúc nào cũng sạch sẽ như có người đang ở đó. Nhưng vì đây là nhà của thầy bùa, cho nên nó cũng không kém phần ma mị Thằng Khôi thân là một thằng cứng bóng vía mà cũng dùng mình ớn lạnh mấy phen khi nhìn lên bàn thờ nhà bà nậu. Ở đấy nó trông thấy một cái bát nhang lớn có ba cây nhang của ai đó vừa mới cắm chưa bao lâu đang bốc lên mùi trầm dịu nhẹ. Hai bên đặt hai cây đèn cầy lớn chiếu ánh sáng lờ mờ khắp căn phòng. Còn cái vật hai đứa nó định lấy đi nằm ở ngay sau cái bát nhang ấy thằng khôi đốm dáng dùng hết sức bình sinh để tiến lại chỗ ban thờ bản nậu chắp tay thành tâm khấn cháu là thằng khôi con nhà ông hai ở làng mình bà cho cháu mượn cái đèn một lát xong cháu sẽ trả vừa dứt câu khấn nó nhanh tay bắt cái ghế đầu leo lên bàn thờ khi tiếp xúc gần hai con mắt thằng khôi như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cái lồng đèn cổ ấy so với những cái đèn mà nó từng nhìn thấy thì cái này có vẻ đẹp hơn vạn phần toàn bộ phần khung của cái đèn được làm từ một loại gỗ có mùi thơm dịu nhẹ ngoài ra những chi tiết nhỏ còn được làm thủ công bằng vàng tỉ mỉ mặc dù ấy chỉ là những ký tự khó hiểu vừa đúng cái lúc mười đầu ngón tay của nó chạm vào cái đèn cổ thì cũng là lúc hai ngọn nến phụt lên rồi tắt hẳn từ bên ngoài có một cơn gió lớn đột ngột thổi vào, đẩy cánh cửa, đập vào tường đánh dầm một cái rất mạnh. Thằng Khôi bị tiếng động đó làm cho giật mình, vội rụt tay khỏi cái đèn. Nhưng khi ngón tay nó vừa mới rời khỏi vật đó, mọi thứ lại trở về lúc ban đầu. Cửa chưa hề bị gió mở tung, và trước mặt nó, hai ngọn nến vẫn đang bập bùng cháy. Thằng Khôi bắt đầu cảm thấy có sự kỳ lạ, định bụng bỏ cái ý định kia đi. Thì đúng lúc này, bên tay nó như có tiếng thẳng biên béo gọi vọng vào. Làm gì lề mề thế? Lần này thằng Khôi giật mình vì cái thằng béo kia, liền lấy hết dũng khí chộp lấy cây đèn, sau đó nhảy xuống đất phóng ra khỏi cửa. Trên bầu trời lúc này chẳng hiểu từ đâu một đám mây đen kéo đến, chè lấp đi ánh trăng, tạo ra một không gian tối mịt mù. Thằng Khôi lúc này một tay nó ôm cái lồng đèn, tay còn lại lấy trong túi ra cây hộp quẹt, lúc tối trôm được của thầy nó. Một chút ánh sáng đó cũng đủ để soi đường cho nó chạy tới chỗ cái lỗ. Trên đầu nó rông gió, mỗi lúc một vần vũ kéo theo những tia sét chói lọa. Về phần thằng biên béo, nãy giờ đang ngồi ngoài ngáp ruồi đập mũi, nghe thấy tiếng thằng bạn mình chạy ra, vội ngồi xuống ngó đầu qua cái lỗ. Nhưng nó lại chẳng thấy gì, ngoài một màu đen của đêm tối, chợt nó giật mình xém chút nữa là ngã ngửa về sau khi thấy từ trong cái lỗ ấy thò ra một cánh tay đen sì đang cầm một vật gì đó thằng béo mất mấy giây định thần bây giờ nó mới nhận ra cánh tay ấy là của thằng khôi đốm nó đón lấy cái đèn lồng từ tay bạn sau đó kéo thằng khôi ra ngoài khi thằng khôi đốm được bạn mình kéo ra khỏi nhà bà nậu cảnh quan lại trở về vẻ yên bình nó bớt xác nhìn lên bầu trời thấy ông Trăng vẫn đứng một mình tỏa sáng ánh vàng xuống nhân gian. Bạn ấy, mày có thấy gì lạ không? Thằng bên béo lắc đầu trả lời. Không, ngoài mấy con mũi to tổ bố ra, tao chả thấy có gì lạ cả. Thằng khôi nghĩ thầm. Không có gì lạ, chả lẽ những gì mình trải qua khi nãy chỉ là ảo giác. Này, mày nghĩ cái gì đấy? Thằng béo vỗ vào vai khôi một cái, kéo nó khỏi dòng suy nghĩ. À, không có gì nhưng, nhưng mà tao nghĩ là Mình không nên đốt nó vẫn hơn Thằng Biên nhấn mạnh từng chữ Nếu không đốt Vậy thì mày là thằng nói xạo Thằng Khôi thấy mình đã lỡ phóng lao rồi Nên cũng đành phải thuận ý gật đầu nói Thôi được rồi Thấp thì thắp Nhưng mà trước tiên tao với mày phải tìm chỗ Đốt đèn cái đã Thằng Biên béo nghe bạn nói vậy Gật đầu đồng ý ngay Thằng Khôi cởi áo ra chùm cây đèn lại để người làng khỏi trông thấy sau đó hai đứa nó dạo bước ra phía cánh đồng con đường dẫn ra chỗ nướng khoai lúc chiều giờ này không một bóng người ấy vậy mà trong lòng thằng khôi lại cảm thấy hồi hộp nó sợ lỡ ai đó biết hai thằng đang làm cái điều cấm kỵ của làng thể nào về nhà cũng bị thầy hoặc ông nội đánh cho nát đít tụi nó cứ thế lấm lét đi trong đêm tối không khác gì những kẻ thích làm điều mờ ám cũng may đoạn đường dẫn ra ruộng không xa lắm chả mấy chốc hai đứa nó đã có mặt tại đó thằng khôi đặt cái lồng đèn trên một phiến đá cạnh đó đoạn thổi qua lớp bụi đang bám trên thân đèn bây giờ thằng biên béo mới để ý đến vẻ đẹp của nó ôi đẹp thật mày ạ thằng khôi chẳng quan tâm đến lời nói của thằng bạn mà chỉ tập trung kiểm tra cái đèn nó nhận thấy bên trong cây đèn cổ này mang một thứ gì đó rất là tà mị. Mỗi lần thằng Khôi định chạm tay vào cái nến màu đen nằm ở trong ấy, nó đều tự nổi ra gà lạnh sống lưng. Đốt tinh lên con về. Thằng biên dục, Khôi quay sang trả lời. Từ từ, từ từ đã. Tao cảm thấy cây đèn này có một vẻ gì đó rất là kỳ lạ. Lạ, là lạ thế nào? Tao không biết. Thế vậy mày để tao đốt cho. Dứt lời, nó gạt tay thẳng khôi qua một bên, thò tay vào trong, lấy cây nến ra, đốt cháy. Bản tính thằng béo này vốn vụng về, nay lại phải châm lửa ở nơi có gió, vì vậy mà nó phải loay hoay gần chục phút mới có thể làm cho ngọn nến bắt lửa. Nến cháy cũng là lúc gió thổi mạnh hơn, cuốn theo bụi mịt mù. Thằng Khôi vội vàng khum đôi bàn tay lại che chắn cho ngọn lửa khỏi tắt. Trong đêm, cây nến màu đen ấy lại tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt nhẽo. Điều ấy khiến cho hai thằng cảm thấy rất kỳ lạ. Thằng Biên đặt cây đèn cầy vào đúng vị trí của nó. Lúc này sức nóng từ ngọn lửa bốc lên, kích hoạt hệ thống của cây đèn cổ. Những cái bóng in trên đất bắt đầu chuyển động một cách từ từ chậm rãi. Cùng lúc đó mấy con chó ở trong làng thẳng khôi đột nhiên chu lên một cách thảm thiết. Cả hai đứa nó sám mặt khi nhận ra mỗi một ô chiếu trên cây đèn là cảnh một đứa trẻ bị tra tấn, giết hại một cách man dở. Nó chân thực tới nỗi thằng Khôi còn tưởng cái bóng tái hiện lại những vết máu vương vãi dưới mặt đất là máu thật. Thằng Biên bây giờ trông thấy những hình ảnh ấy, nó cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó mờ ám từ cây đèn này. Ê Khôi, tao nghĩ đủ rồi đấy đèn đi về thôi. Thằng Khôi nãy giờ cũng muốn đi về lắm, nhưng nó vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói với bạn mình. thế bây giờ mày tin tao chưa?" Thằng Biên gật đầu lia lịa nói, "Ừ ừ, ta, tao tin rồi." Thằng Khôi nhếch mép cười một cái, đoạn nó chu mỏ thổi thật mạnh vào ngọn lửa, nhưng trái với những gì nó nghĩ, ngọn lửa ấy không hề bị lay động, mặc cho hai thằng có cố gắng dùng mọi cách chán nản, tụi nó ngồi bệt xuống đất nhìn nhau. Bỗng ngọn lửa bên trong cây đèn cháy lên dữ dội. gió mỗi lúc rít một mạnh hơn và dường như lẫn trong tiếng gió còn có âm thanh của một đứa trẻ đang hát một bài đồng dao. Trăng rằm tháng tám, sáng tự mặt gương, ma quỷ mười phương, nhìn trăng như muốn cùng về đây chơi ngọn đèn trời đèn không soi tỏ quỷ bắt bạn nhỏ làm lồng đèn đỏ lấy xương làm khung dùng da bọc giấy nào ai đã thấy xác treo trên tường máu tràn tư hướng con ma thắp đèn con quỷ nổi gió đứng đó làm gì không mau chạy đi cái âm thanh ấy nghe rất nhỏ nhưng lại thấm từng chữ một vào não bộ hai đứa nó thằng khôi cảm thấy gai ốc mình đã có mặt đầy đủ trên da thịt nó quay qua lắp bắp nói béo mày có nghe thấy cái gì không sắc mặt thằng Biên béo cũng chả khá hơn bạn mình là mấy có tao nghe thấy ai đó đang hát đồng dao ghê lắm mày ạ Dứt lời hai đứa chúng nó chả ai bảo ai Quét ánh mắt kiểm tra coi Âm thanh ấy phát ra từ đâu Nhưng những gì chúng nó thấy Chỉ là một khoảng không gian vắng lặng Gió đã ngừng thổi Tự lúc nào Lại càng làm cho tiếng hát kia rõ ràng hơn Dưới ngọn lửa hồng Xương chất thành đống Máu chảy thành sông Cả hai thằng thủ thế Dựa sát lưng vào nhau lúc này mọi thanh âm đều tan biến đi chỉ còn tiếng hát ma quái kia hòa nhịp với hai quả tim đang cò bóp một cách loạn nhịp thằng khôi run run tay chỉ vào cái lồng đèn mặt nó tái mép phải cố gắng lắm mới thốt ra được mấy câu cái cái đèn nó nó đang hát thằng biên nghe xong hoảng hốt hỏi lại M mày mày nói cái gì cái đèn nó đang hát thằng biên béo bớt giác cúi hướng ánh mắt nhìn xuống cái bóng của cây đèn in trên mặt đất thì nó thấy một cảnh tượng kinh hãi ngay trước mặt dưới mặt đất là bóng của một đứa trẻ cầm một cây đèn lồng màu đỏ điều ma quái ở đây là cái bóng ấy lại có màu sắc rất đầy đủ vì vậy trông nó chả khác gì đang xem một bộ phim trên tivi màu tiếng hát từ miệng thằng bé bắt đầu trở nên ỏng ọc rồi cũng chẳng nghe ra âm thanh nữa còn cây đèn trên tay nó không ngừng nhễu ra những dòng máu đỏ tươi và dường như hai thằng nó còn cảm nhận được cái mùi tanh đến lợm giọng xốc thẳng vào mũi thằng khôi chỉ kịp hét lên một câu chạy rồi ngay lập tức hai đứa chúng nó bỏ chạy để lại đó cây đèn cắm đầu chạy về phía ngôi làng thằng khôi đốm. Nhưng dường như càng chạy, con đường đất dưới chân tụi nó càng vặn vẹo. Ánh sáng cũng từ từ mở dần, rồi tắt hẳn, bỏ lại tụi nó giữ một không gian tối như hũ nút. Cả hai bây giờ đã hoàn toàn mất phương hướng, chỉ còn biết quờ quảng trong đêm tối, không dám tiến thêm một bước nào nữa. pin ơi, mày ở đâu? Tao bên cạnh mày đây này. Thằng Khôi nghe thấy tiếng bạn mình vang lên ngay bên tai phải, liền theo phản xạ quơ tay về bên ấy, tay nó siết chặt khi chộp phải một tảng mỡ mềm mềm. Thằng Biên nhăn mặt giật tay thằng Khôi ra kêu lên: "Ái, à đau mày." "Ồ, tao lỡ tay." Thằng Biên buông tay bạn mình ra hỏi: "Mà sao tự nhiên trời đất tối om om vậy trời?" Thằng Khôi trả lời: "Tao biết đâu." Đoạn nó lần trong túi áo tìm cái bật lửa nhưng lại chẳng thấy đâu. Lúc này thằng Khôi mới nhớ ra lúc nãy mình đã sơ ý làm rơi cái bật lửa ở vườn nhà bà nậu. Này, mày cũng cầm cái bật lửa không? Lúc này thằng biên béo mới chợt nhớ ra liền thò tay vào túi quần. Cũng may cái hộp quẹt vẫn còn nằm đó. Có. Nó trả lời tay rút cái hộp quẹt đưa ra trước mặt dĩ nhiên là cả nó và thằng khôi đều không thể nhìn thấy cái gì thằng khôi nói giọng lo lắng thúc giục mày bật lên tìm xem có gì làm đuốc không thằng biên ngay lập tức dùng ngón tay bật cho cái máy lửa cháy lên nhưng mọi thứ một lần nữa không như nó mong muốn cái hộp quẹt ấy không hề phát ra một tia lửa nào dù là nhỏ nhất cứ như thể ánh sáng nơi hai thằng đang đứng không thể tồn tại sao rồi thằng khôi nhỏ giọng lo lắng hơn tao không biết nữa lúc nãy cái hộp quẹt tao dùng vẫn còn ngon lắm mà thằng biên trả lời giọng chán nản thằng khôi thở dài nói vậy thôi tao nghĩ là không được đâu đoạn cả hai cố gắng nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì hết ngoài một không gian tăm tối cho thằng biên chỉ tay về một phía ê mày ở đằng kia có ánh sáng kìa thằng khôi đang nhìn về một hướng khác, cho nên không thấy liền hỏi đâu kia thằng biên nói lớn lúc này nguồn sáng duy nhất ấy cũng đang mở dần, nó vội kéo tay thằng bạn mình chạy về hướng đó. thằng khôi bị thằng béo kéo bất ngờ xít nữa thì ngã dập mặt, miệng là oai oái Ê ấy, cái cái gì vậy chạy đi thằng khôi rất nhanh chóng giữ lại thăng bằng cùng với thằng biên chạy về phía tia sáng màu xanh đang dần biến mất cả hai đứa nó bắt đầu cảm thấy không gian xung quanh xoắn tít lại với nhau đôi chân chúng nó chạy trong vô định về phía ánh sáng bàn tay thằng biên vẫn siết chặt cánh tay thằng khôi nó sợ nếu buông tay ra hai đứa nó sẽ bị kéo ra hai hướng tới rồi khôi la lên cùng lúc với thằng biên cả hai đứa nó lại trở về chỗ cây đèn lúc nãy cây đèn cổ vẫn nằm trơ trọi trên phiến đá chiếu những hình thù quái dị ra xung quanh cả hai thằng nhìn cây đèn ấy rồi lại hướng ánh mắt về phía nhau bây giờ chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ cây đèn ấy là có thể soi sáng được nhưng cái khoảng không gian được soi sáng ấy cũng chẳng đáng là bao so với bốn phía vẫn bị bóng tối bao trùm thằng biên có cảm giác hai đứa nó đang bị nhốt vào một chiều không gian khác nó quay sang hỏi thằng Khôi. Này, mày có cảm thấy cái gì không? Mắt thằng Khôi vẫn nhìn chăm chăm vào cây đèn trả lời. Ừ, tao biết rồi. Bây giờ mà ra khỏi vùng sáng này, tao với mày chắc chắn không thể về làng được. Vậy bây giờ phải làm sao? Chứ về muộn thầy bố tao đánh cha tao xung đít. Thì bây giờ cầm cái đèn này về làng tao hỏi người lớn xem có cách nào giải quyết không chứ biết làm sao. Giọng thằng Khôi trở nên trách móc lát nữa thế nào tôi cũng bị ăn đòn biết vậy tôi chả thèm nghe lời mày xúi bậy thằng biên cúi mặt nói nhỏ thì tao cũng ngờ sự việc nó lại xảy như vậy đâu thằng khôi không nói thêm câu gì nó lặng lặng xách cây đèn lên ánh sáng xanh từ ấy cũng tỏa ra rộng hơn một ít đi thôi nói đoạn cả hai đứa chúng nó dựa vào ánh sáng ấy từng bước một đi về làng những hình ảnh quái dị bên trong cây đèn vẫn tạo thành những cái bóng xoay tròn xung quanh tụi nó. Và đâu đó trong bóng tối kia, bài đồng dao quái dị đang vang lên một cách ai oán. Sắc ai, sắc ai, sắc ai làm đèn, sắc ai đổ nến, trung thu lại đến, sắc ai lại làm. Tiếng hát ấy mỗi lúc một quỷ dị Thằng biên bắt đầu không chịu nổi, nó đưa hai tay lên bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng hát đáng sợ đó nữa. Nhưng dường như nó càng cố gắng tránh xa cái thứ âm thanh ấy bao nhiêu thì nó lại càng len lỏi vào trong đầu nó bấy nhiêu. Ban nãy đi ra đây chỉ mất hơn 5 phút, ấy vậy mà bây giờ hai đứa chúng nó đi mãi vẫn chưa thấy cổng làng đâu cả. Đôi chân to béo của thằng có dấu hiệu đỉnh công nó bắt đầu di chuyển chậm dần lui về phía sau lưng thẳng khôi chở tao với đi gần cả giờ đồng hồ rồi mà chưa thấy đâu mày mày có đi lạc không đấy không để chứng minh điều ấy nó ly cây đèn ra xung quanh một đoạn đường quen thuộc dẫn về làng kim an lần lượt hiện ra rồi lại chìm vào bóng tối khi cái ánh sáng ma mị ấy đi qua mắt thằng biên một lượt đã trông thấy hết nhận thấy đây đúng là con đường dẫn về nhà bạn mình. Nhưng tại sao cả hai đứa nó đi nãy giờ vẫn chưa tới nơi thì chỉ có thể đổ lỗi cho thế lực siêu nhiên nào đó đã gây ra. Làm thế nào để đi được về làng bây giờ mày ơi? Tao không biết, thì cứ đi thôi. Thằng Biên nghe xong cố sốc lại tinh thần, định cắm đầu đi tiếp. Chợt một dòng nước ấm ấm chảy xuống chân, nó quay đầu nhìn lại, thì thấy thằng khôi đốm đang cầm cái vòi vẩy mấy giọt nước còn sót lại. Thằng Biên giận tím mặt toan giờ nắm đấm. Ô thằng chó, sao mày đái vào người tao? Thằng khôi thấy thái độ ấy liền lùi lại phía sau mấy bước, liên tục xua tay nói. ấy mày chờ đã, tao đang đuổi ma đấy. Đoạn nó giải thích. Bây giờ tao mới nhớ, hồi nhỏ có lần tao nghe nội tao kể về mấy cái vụ mà che mắt đấy ma che mắt là sao? mà có liên quan gì đến việc mày làm? thằng bên nói giọng nó vẫn còn bực tức. thì nội ta bảo là những người bị ma che mắt thường hay đi lòng vòng quanh một con đường nào đó. cho dù họ có cố gắng đi thật xa, cuối cùng vẫn quay trở lại chỗ cũ. hoặc là giống trường hợp tao với mày đã gặp phải đây. thằng bên nghe bạn nói vậy mặt nó cũng dịu xuống phần nào. ý mày là nước tiểu có thể trừ tà ma sao? Tao không chắc chắn lắm, nhưng mà trong hoàn cảnh của tao với mày thì đây là cách duy nhất có thể áp dụng được. Thằng Biên chăm chú nghe bạn mình nói như muốn nuốt lấy từng chữ. Bây giờ nó không còn giận nữa mà bắt đầu cảm thấy thán phục. Còn không? Thằng Khôi hỏi lại. Còn gì? Thằng Biên đưa tay lên gãi gãi đầu nói. Thì nước ấy của mày chứ còn gì nữa? Còn không tẹt do tao phát? Thằng Khôi nhăn mặt trả lời hết rồi còn đâu nữa mày tự lấy nước của mày mà dùng nhưng những cái gì tao hết rồi cực chẳng đã thằng biên đành phải tụt quần thò tay lôi con sâu con đang nép mình trong lớp mỡ dày ra sau một hồi dồn nội lực cuối cùng cũng dịn ra được một ít nước tiểu bôi cả vào mắt nữa thằng khôi đứng bên cạnh dặn thằng biên nghe bạn mình nói vậy nó cũng cảm thấy hơi ghê ghê nhưng nghĩ đến việc cứ lòng vòng ở chỗ này về nhà ăn đòn còn ghê hơn nó đành phải làm theo lời thằng bạn mình và quả thật cái cách đơn giản mà thằng khôi đốm áp dụng nó lại rất hiệu quả cả hai đơn chúng nó chả mấy chốc đã đi đến cổng làng mặc dù tiếng hát kia vẫn còn cất lên khe khẽ bên tai gần đến chỗ cánh cổng dẫn vào làng thằng khôi lại cảm thấy có điều gì đó không đúng chợt nó bàng hoàng nhận ra đây không phải là cánh cổng làng nó thằng khôi chỉ vào ấy nói ô đây không phải là cổng làng tao cổng làng tao màu trắng phía trên có chữ làng kim an màu vàng cái cổng này màu đen ở phía trên thằng biên lo lắng hỏi dồn thế phía trên ghi chữ gì thằng khôi giơ cây đèn lên để nhìn cho rõ một lần nữa con tim của nó nhảy sai nhịp khi thấy tấm biển ghi rõ ba chữ làng Kim An. Nhưng ba chữ ấy lại không được khắc bằng gỗ mà nó được làm từ mấy cục xương nhỏ nhìn như xương ngón tay của con nít. Để sắp xếp được tên làng này đếm sơ sơ cũng phải có đến hàng chục đốt ngón tay. Thằng Khôi run lên bẩn bật làm cho cây đèn cổ xém nữa bị tuột khỏi tay nó. Thằng Biên cũng chẳng khá hơn gì. Giờ tính sao đây mày? Thằng Biên hỏi, khôi siết chặt mấy đầu ngón tay trả lời đã đi đến đây rồi thì đành phải vào xem thế nào chứ tao có biết cái gì đâu nói rồi hai đứa chúng nó hít thở sâu lấy hết dũng khí bước qua cánh cổng vào bên trong ngôi làng ấy tất cả kiến trúc trong ngôi làng này đều giống hệt với nơi thằng khôi đang ở chỉ có một thứ dễ nhất để phân biệt nơi này với làng của nó là những cái đèn kéo quân treo trước cửa mỗi ngôi nhà ở đây đều phát ra ánh sáng màu xanh âm u và lạnh lẽo. Ngoài ra những cái bóng phản chiếu bên trong cây đèn trông cũng rất quỷ dị. Hai đứa chúng nó cẩn thận nhấc từng bước chân trên con đường như quen mà lạ qua những ngôi nhà đóng kín cửa. Ánh đèn từ tay thằng Khôi hòa lẫn vào những cái bóng tạo ra một không gian lạnh lẽo. Thằng Khôi đi tới trước cổng một ngôi nhà chả khác gì nhà của mình. Nó tiến lại gần hơn với cánh cổng. Tay nó đặt lên đó định mở cửa ra, liền bị thằng Biên ngăn lại. Mày làm gì đấy? Đây là nhà tao, tao muốn vào để kiểm tra xem bên trong có gì lạ không. Nhưng mà tao nghĩ đây không phải nhà của mày đâu. Thằng Khôi quay lưng lại nói. Tao cũng biết thế, nhưng dù gì đây cũng giống nhà tao. Nếu có gặp thì cũng gặp một ai đó giống với người trong gia đình tao, việc đó dễ giải quyết hơn là gặp mấy bà hàng xóm thằng biên gật đầu đoạn nó nói thì mày cho tao vào với chứ ở đây một mình tao không an tâm ừ nhưng mày phải cẩn thận đấy tao không biết trong đó có gì đâu thằng biên khẽ gật đầu một cái nữa rồi cả hai đứa chúng nó cẩn thận đẩy cánh cửa mở ra lách người vào bên trong bước chân qua cánh cổng vào sân ngôi nhà ấy lại là một không gian tối đen như mực cái ánh sáng từ cây đèn treo trên cổng không thể chiếu vào bên trong được bây giờ ánh sáng từ cây đèn cổ trên tay thằng khôi lại một lần nữa phát huy tác dụng cả hai thằng vừa đi vừa đả mắt nhìn ra xung quanh để đề phòng chúng nó sợ nhỡ đâu đang đi có một thứ gì đó nguy hiểm bất ngờ tấn công bọn chúng bên tai hai thằng bây giờ không còn tiếng hát kia nữa mà thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Ngọn lửa bên trong cây đèn bắt đầu bập bùng nhảy múa theo từng nhịp bước chân, làm cho những cái bóng in trên ấy cũng nhảy múa theo. Cái thứ ánh sáng ma mị ấy cứ từ từ xua tan đi bóng đêm lạnh lẽo. Việc ấy cũng có thể giúp cho hai đứa chúng nó đỡ sợ một phần. Chỉ đến khi những tia sáng heo hắt kề chiếu thẳng lên tường nhà, một sự kỳ lạ nữa làm cho cả hai hoảng hồn, không tin vào thứ hiện ra trước mặt mình. Ngôi nhà này, nó... Thằng Biên xém nữa thì hét lên, cũng may thằng Khôi đã nhanh tay bịt mồm nó lại. Tao thấy rồi, đây là một ngôi nhà được làm toàn bằng vàng mã. Thằng Biên gạt tay bạn mình ra khỏi miệng nói. Vàng mã, vậy tao với mày đã lạc vào thế giới của người chết rất có thể đấy. Thằng Khôi nói xong, nó liền hít một hơi dài, nhìn lên bức tường được làm bằng giấy bồi. Kỳ thực lúc này, nó mới cảm thấy những luồng không khí từ nãy đến giờ, nó đưa vào lá phổi lạnh hơn bình thường. Có, có vào bên trong không mày? Thằng Biên cất tiếng hỏi, kéo Khôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Khôi quay sang nói giọng quả quyết. Tao với mày đã vào đến đây rồi, cũng nên đi tiếp để xem rõ sự tình chứ." Thằng Biên nhìn bạn mình, vẻ mặt của nó có chút lưỡng lự. "Ấy, nhưng mà Vậy thì mày có thể đứng bên ngoài." Nói xong, thằng Khôi quay lưng tiến lại chỗ cánh cửa ngôi nhà làm bằng vàng mã kia. Thằng Biên thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo, mặc dù trong lòng nó vẫn còn cảm thấy hoang mang lắm. Bỗng có tiếng kêu giận người của một con mèo vang lên vào đúng cái lúc bàn tay thằng Khôi đặt lên cánh cửa. Làm cho cả hai đứa nó giật mình, quay đầu lại phía sau cùng lúc. Âm thanh của tiếng mèo kêu ấy lại một lần nữa từ trong bóng tối phát ra. Thằng Khôi nắm chắc cái đèn, còn thằng Biên siết chặt áo bạn. Lúc này có sáu cái đốm sáng xanh lẻ từ từ tiến lại chỗ tụi nó. Cái thứ ánh sáng đó khiến cho hai quả tim co bóp dữ dội đốm sáng kia mỗi lúc một gần hơn cho đến khi nó bước vào khu vực ánh sáng cây đèn cổ có thể chiếu tới. Hai thằng nhìn thấy hình thù con vật kia đều không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tụi nó bốn mắt nhìn nhau, không nói được thêm câu nào. Cuối cùng miệng thằng Khôi bật ra được mấy câu. Một con mèo đen sáu mắt. Con mèo ấy lại kêu lên, lần này tiếng kêu của nó có vẻ giận dữ hơn nó hướng sáu ánh mắt nhìn như những đốm lửa ma chơi nhìn vào hai kẻ đang đứng trước mặt thằng khôi bất giác giơ cây đèn ra trước mặt dọa lại con mèo con mèo ấy nhìn thẳng vào cây đèn mấy giây rồi đột nhiên nó quay lưng bỏ chạy để lại hai thằng không kịp phản ứng gì thằng khôi sau mấy giây định thần lại nó quay người lại đối diện với cánh cửa ngôi nhà nín thở từ từ đặt bàn tay lên đó, đẩy ra một cách hết sức cẩn thận. Cánh cửa bị lực tay của thằng Khôi tác động bắt đầu mở hé ra. Từ trong khe cửa ấy, có một chút bụi cho vàng mã kèm theo một chút khói bay ra. Mũi thằng Khôi có thể cảm nhận được mùi khét đặc trưng của giấy tiền khi bị đốt cháy. Tiếng con mèo kêu lại một lần nữa vang lên kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của một bà cụ. Đó là nhà dành cho những linh hồn, hai đứa không nên vào bên trong ấy. Cả hai đứa chúng nó đều giật mình quay đầu lại sau khi nghe xong giọng nói đó. Bây giờ bà cụ ấy mới bước ra khỏi bóng tối. Đấy là một bà lão chừng 80 tuổi, dáng người hơi gầy, có đôi mắt màu xanh, sáng quắc, trên đầu mái tóc bạc trắng xóa dài tới ngang hông trên tay bà đang bế con mèo đen khi nãy, từ từ tiến lại chỗ hai đứa bọn nó. Những bước chân của bà lão nhẹ nhàng tới mức làm cho cả hai lầm tưởng bà ấy đang lướt đi trên mặt đất. Mắt thằng Khôi nhìn chằm chằm vào sáu cái đốm sáng trên mặt con mèo. Bà lão thấy vậy thì dừng lại nhìn thằng Khôi. Đừng sợ, đây là thú cưng của bà. Lúc nãy, Trinh nó báo cho ta về sự xuất hiện của hai con đoạn bà ta thả con mèo xuống đất lần này nó không tỏ ra hung dữ nữa mà nó ung dung đi vào trong bóng tối thằng khôi nhìn theo con vật ấy mấy giây sau nó mới lắp bắp lên tiếng bà bà là ai bà lão mỉm cười một cách thân thiện <laughs> ta là nậu người em gái xanh đôi của bà nậu bà nậu có phải là bà lão ở cuối làng con không bà Bà lão gật đầu nói Đúng rồi Đoạn bà tiến đến Đóng cánh cửa ngôi nhà lại Rồi quay sang nói Hai đứa đừng vào bên trong Những linh hồn ở đây Không muốn bị quấy rầy đâu Sau khi kiểm tra cánh cửa một lần nữa Bà nẫu mới quay lưng rời đi Hai đứa hứa đi theo ta Thằng biên béo bấy giờ mới lên tiếng hỏi Dạ đi đâu vậy bà bà lão trả lời thằng biên đôi chân vẫn bước đi nhẹ nhàng đầu không ngoái lại đi về nhà ta ta sẽ giúp tắt cây đèn và mang hai đứa thoát khỏi cái thế giới song song này thoát khỏi cả hai thằng thốt lên rồi vội vã chạy theo bà lão trước khi một nửa thân người còn lại của bà ta biến mất vào trong bóng tối cả hai đứa chúng nó đi theo bà nẫu về phía cuối làng chúng nó cũng chẳng biết bà lão đang đi trước mặt kia là tốt hay xấu nhưng dù gì có một sợi dây hy vọng để nắm lấy vẫn tốt hơn là không có gì mải suy nghĩ mà hai đứa nó chả biết để ý rằng mình đã đến trước cổng ngôi nhà cũ ấy ngôi nhà cũng không được thắp đèn lồng giống như nhà của bà nậu bên thế giới bọn nó cánh cổng ngôi nhà ấy tự động mở ra một cách từ từ tạo ra âm thanh ken kép nghe ê hết cả răng khi bà nẫu tiến đến gần như thể có một người nào đó vô hình tác động tới bà nẫu đưa bàn tay nhân nheo của mình ra trước mặt thằng khôi nó đưa nó cho tạ thằng khôi có ý lùi lại tay nó cầm chặt cây đèn lồng cổ bà lão thấy vậy liền giải thích đây là cây đèn của quỷ có thể dẫn những linh hồn xấu xa từ thế giới này quả thế giới của hai đứa con đang sống rồi bà không đưa tay ra trước mặt thằng khôi nữa nếu con không muốn đưa cho ta cũng được nhưng ta sẽ không thể đảm bảo tính mạng cho con khi lũ quỷ kia tới để cướp cây đèn đâu dứt lời bà lão quay lưng bước vào bên trong ngôi nhà thằng khôi sau khi nghe những lời nói ấy càng trở nên hoang mang nó chạy tới chặn trước mặt bà nẫu dũi cây đèn vào tay bà ấy nói Còn không giữ cái thứ quái quỷ này đâu bà làm ơn giúp tụi con thoát khỏi đây bà nẫu khẽ gật đầu đón lấy cây đèn từ tay thẳng khôi sau đó đặt nó lên cái bàn nằm giữa phòng khách cái bàn này với cái bàn ở nhà bà nậu về hình dáng thì cũng chả khác gì nhau chỉ có điều khác lạ là cái bàn này nó có thể tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ bà nẫu rót hai ly trà nóng đưa ra trước mặt tụi nó hai con uống đi cả hai thằng đón lấy ly trà từ tay bà lão đưa gần lên đến miệng cái mùi hương tỏa ra từ cái ly lại không phải là hương thơm của trà mà thay vào đó là một vị đắng thằng biên nhăn mặt đặt cốc trà xuống liền bị bà nẫu ngăn lại đây là một loại thảo dược do ta đặc biệt điều chế có thể đẩy âm khí đang bị nhiễm trong cơ thể hai con ra ngoài đoạn bà lão kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt hai đứa nó bắt đầu giải thích một cách đơn giản về âm khí nó là một dạng năng lượng mang tính âm nơi có khí âm thường hay tồn tại ma quỷ mang lại nhiều điều không may mắn cho những ai sống ở đó khi nãy lúc tụi nó ở ngoài cánh đồng đã có rất nhiều yêu ma muốn cướp lấy cây đèn nhưng vì tụi nó chỉ là những con ma quèn chưa đủ sức để giết chết hai đứa nó. Vì thế, bầy ma cỏ ấy mới dùng thuật che mắt để dẫn cả hai đi cho đến khi kiệt sức mà chết. Cũng mày mà hai đứa còn biết cách dùng nước tiểu để hóa giải đấy. Ơ, ờ, sao bà biết tụi con dùng nước tiểu để không bị ma che mắt? Bà nẫu nhìn hai đứa nó một lượt rồi nói tiếp. Ai đó mới bị ma che mắt dẫn đi. Ta nhìn quá sắc mặt là có thể đoán được. Còn việc sao ta biết hai con dùng nước tiểu là vì cái mùi ấy nó còn dính trên người của hai đứa nãy giờ. Thằng Khôi nhìn sang thằng Biên, còn thằng Biên thì nhắm mắt, uống cả ly nước. Thấy bạn mình làm vậy, thằng Khôi cũng bắt chước uống theo. Sau khi cái thứ chất lỏng ấy đi vào bụng, cả hai cảm thấy như có một luồng năng lượng ấm áp chạy khắp cơ thể nhịp thở cũng không còn lạnh như lúc nãy nhìn hai cái ly đã bị uống hết nước đặt trên bàn bấy giờ bà nẫu mới mỉm cười tỏ vẻ hài lòng bà nhấp một ngụm trà nóng sau đó kể về cây đèn cổ cây đèn này không ai biết nguồn gốc ở đâu và nó xuất hiện từ khi nào theo một số thư tịch cổ cô ghi chép lại rằng khi thế giới phân định giữa chính tà và âm dương. Có một tay quỷ vương xấu xa thường hay đi qua thế giới của người sống để đoạt linh hồn của nạn nhân bằng cách xâm nhập vào trong giấc mơ của họ. Những nạn nhân ấy sẽ bị tra tấn thần kinh đến tột độ. Cuối cùng con quỷ ấy cắn nuốt cả linh hồn lẫn thế giới trong mơ của nạn nhân. Sau nhiều trận giao tranh long trời lở đất giữa con quỷ và các binh tướng nhà trời, trong một lần quỷ vương bất cẩn liền bị xa vào kim can thiên võng nhưng không ai có đủ sức mạnh để kết liễu nó cuối cùng họ dùng năng lượng tạo ra một thế giới nhốt quỷ vương và bày lâu la của nó vào đó quãng thời gian sống yên bình chẳng được bao lâu thì con quỷ khác lại xuất hiện nó chính là tay chân đắc lực của quỷ vương năm xưa nhờ biết phép độn thổ xuống đất cho nên khi chủ nhân bị bắt nó mới thoát được một kiếp nạn Phó Quỷ Vương trở lại nhân gian đúng vào ngày rằm tháng 8, khi ấy có 12 đứa trẻ trong một ngôi làng mất tích cùng một lúc. Từ đó về sau chẳng ai còn có thể nhìn thấy tội nó nữa. Vậy mấy đứa trẻ đó đã đi đâu vậy bà? Thằng Biên hỏi, bà nẫu hướng ánh mắt buồn buồn nhìn vào cây đèn. Đây là nhục thể của 12 đứa bé đó, Cả hai thằng nghe xong câu ấy, tự nhiên dùng mình một cái. Da gà, da chó nổi lên kéo tới óc. Bà nẫu nhấp một ngụm nước sau đó kể tiếp. Con quỷ tạo ra cây đèn này là để vào thế giới đã nhốt quỷ vương nhằm mục đích giải cứu hắn ra. Những binh tướng khi xưa nghe được tin dữ liền cùng với rất nhiều pháp sư trong nhân gian hợp sức lại đánh lại con quỷ ấy. Cũng may, còn phó quỷ ấy đã bị đánh bại khi cánh cổng vừa mới mở ra và cái nơi bày ra trận pháp năm xưa chính là làng Kim An bây giờ và cái lồng đèn ấy được môn phái của bà canh giữ đến tận bây giờ nhưng sao bà lại bị nhốt ở đây? Tả chính là người được chọn để canh giữ quỷ vương. Thằng biên chật buông lời nói, mặt nó không giấu được sự ngưỡng mộ. Canh giữ. Vậy, bà là một pháp sư rất cao tay. Bà nẫu hướng ánh mắt về phía thằng biên mỉm cười nói. Chính xác, ta chỉ là người canh giữ ngọn núi, có phòng ấn nhốt quỷ vương. Thằng khôi rời khỏi ghế, tiến tới trước mặt bà lão. Nó nói giọng nài nỉ. Vậy, bà có thể giúp tụi con thoát khỏi đây không ạ? Bà nẫu lắc đầu nói. cái đó phải dựa vào hai đứa chúng con. Bà lão nhìn nét mặt khó hiểu của hai thằng liền giải thích về năng lượng đặc biệt của cây đèn ấy là có thể dẫn người chết trở về trần gian và ngược lại. Cây đèn này có một nhược điểm đó là bất cứ ai là người sống trả mây lọt vào thế giới này nếu muốn quay trở lại thì phải thắp ngọn nến trắng được làm từ nhựa của một loại cây mọc gần ngọn núi cấm đang giam giữ quỷ vương tại đấy lượng âm khí cao gấp trăm lần bình thường nếu một người bình thường vào trong đó chưa đến hết tuần nhang đã bị cạn hết dương khí mà vong mạng nói đến đây bà lão dừng lại lấy trong túi áo ra hai cái vòng tay được làm bằng một loại đá đỏ như máu đưa cho hai đứa thứ này có thể giúp hai con xua đuổi âm khí cả hai thằng nhận lấy chiếc vòng, nói lời cảm ơn rồi đeo vào tay. Từ đó không ngừng tỏa ra năng lượng ấm áp. Vậy, làm sao tụi con có thể đến đó được, thưa bà? Việc đó không phải lo. Khu rừng ấy nằm ở sau cái làng này không xa. Hai đứa chỉ cần đi theo tiểu tam. Dứt lời, bà lão quay mặt ra cửa gọi lớn. Tiểu Tam, bà lão vừa dứt lời từ bên ngoài có một bóng phóng vào bên trong nhà là là con mèo khi nãy cả hai đứa thốt lên bà nẫu bế con mèo lên vuốt ve nói đúng rồi nó chính là tiểu tam đoàn bà lão ghé sát tai con mèo thì thầm một điều gì đó chả biết con vật ấy có hiểu chủ nhân nói gì hay không mà sáu con mắt lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ bà lão thả con mèo xuống đất sau đó đi lại chỗ cái ban thờ lấy ra cái đèn bão nhỏ mở nắp châm thêm vào đó một thứ chất lỏng màu đen sau đó dùng một que đóm châm lửa thắp sáng cây đèn sau một vài thao tác điều chỉnh cho cái tim đèn cháy đúng mức cần thiết xong bà mới đưa cho thằng khôi nói đây là cây đèn dùng để soi sáng và cũng là vật phẩm thân giúp cho hai con không bị mà trẻ mắt trên đường đi. Thằng Khôi nhận lấy cây đèn cúi đầu cảm ơn. Bà nẫu mỉm cười gật đầu rồi lại đưa cho thằng Biên béo một cái hũ được làm bằng men sứ trắng. Trên thân có khắc rất nhiều họa tiết kỳ lạ. Khi lấy được nhựa cây, còn hãy được nó vào trong cái hũ này. Thằng Biên đưa hai tay đón lấy cây hũ, sau đó cùng thằng Khôi đi theo con mèo ra khỏi nhà bà lão, tiến về phía khu rừng. Bà nẫu tiến hai đứa chúng nó ra khỏi cửa, sau đó quay lại, đem cái lồng đèn đặt lên bàn thờ. Lúc này ngoài trời cũng lác đác bắt đầu nổi lên những cơn gió lạnh buốt. Cũng may cái thứ thảo dược kia vẫn còn tác dụng, cộng với năng lượng ấm áp tỏa ra từ hai chiếc vòng tay, giúp cho khôi và biên không bị cái lạnh xâm chiếm da thịt tiểu tam đi cách chúng nó một quãng lâu lâu con mèo ấy lại ngoái đầu nhìn về phía hai người đằng sau lúc này sáu con mắt của nó sáng rực như ánh đèn thằng khôi cầm cái đèn bão bám sát theo con mèo từng bước một còn thằng biên ôm cái hũ đi ngay sau lưng thằng khôi tuy ngọn đèn ấy không có những hình thù quỷ dị như ngọn lửa bên trong ấy không dừng lắc lư nhảy múa làm cho mọi thứ xung quanh không kém phần ma mị. Vừa bước chân ra khỏi làng Kim An, con mèo bỗng nhiên đứng yên tại chỗ. Toàn bộ lông trên cơ thể nó sủ lên hết cỡ. Lúc này, trông tiểu tam giống như một cục bông. Con mèo gào lên một tiếng dài. Khi âm thanh trong miệng con mèo vừa dứt, cả hai đứa chúng nó nghe thấy văng vẳng bên tai hàng vạn tiếng khóc ai oán. Cả hai đấu lưng vào nhau, hướng ánh mắt ra nhìn xung quanh. Chúng nó thấy bên ngoài ánh đèn là hàng trăm, hàng ngàn cái đốm sáng đang lập lòe bay lượn. Chốc chốc, lại có một vài đốm sáng lao tới chỗ hài được chúng nó, nhưng đều bị ánh đèn và tiếng của con mèo đánh bật ra. Tiểu Tam lúc này như một con báo đen, tả sung với cái đám oan hồn, bọn chúng thấy không đánh lại thì cũng chẳng thèm tấn công nữa, con mèo bấy giờ mới trở lại bộ dáng bình thường. Cả ba tiếp tục tiến về phía trước, mặc cho tiếng khóc ai oán của lũ oan hồn kia không ngừng tấn công vào mảng nhĩ. Đi được một lúc, cả hai nghe âm thanh tiếng bỉ bõm của một con vật nào đó đang lội nước cùng với tiếng kêu rầm ràn của lũ ích nhái. Thằng khô nhận ra chỗ chúng nó đang đi qua chính là cái ao lớn ở sau làng. Cái ao này lớn lắm, thằng khôi chưa bao giờ được phép đặt chân tới đây vì ở thế giới của nó người làng vẫn thường hay đồn tai nhau rằng nơi ấy có rất nhiều ma gia là những oan hồn chết đuối dưới nước chuyên đi bắt linh hồn người khác thế chỗ cho chúng nó chuyện thực hư như thế nào thằng khôi cũng chẳng để ý nó không ra cái chỗ cái ao đơn giản chỉ là sợ ăn đòn giờ đây đứng trước cái nơi mà ông nội cấm tiệt không cho tới nó bất giác cảm thấy ngơ ngứa ở mông. Cái nỗi sợ bị ăn đòn ấy bây giờ lại là động lực thôi thúc nó tiến về phía trước. Nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn, chúng nó lại nghe thấy tiếng sạc nước ỏng ọc cộng với âm thanh kêu cứu của một ai đó từ dưới ao vọng lên. Thằng Khôi quay lại nhìn thằng Biên nói. Này, mày có nghe thấy gì không? Tiếng người kêu cứu. Thằng Biên trả lời, sau đó cả hai đứa chúng nó hướng ánh mắt nhìn về phía âm thanh đang phát ra. Nhưng lại chẳng thấy gì ngoài bóng tối, thằng Khôi nói. Có chắc là, là người không? Tao nghĩ... Cứu tôi với! Âm thanh kêu cứu ấy bắt đầu nhỏ dần, dường như người đó đã bị không còn sức để quẫy đạp. Hai đứa chúng nó chẳng kịp suy nghĩ thêm gì, vội vàng tiến lại chỗ mép nước soi đèn xuống dưới đó mặt nước hiện ra dưới ánh đèn một màu đen như dầu hắc thằng khôi lia cây đèn để cho ánh sáng tỏa chiếu một khoảng rộng nhất có thể gió lạnh ngừng thổi đến lũ ếch nhái cũng không có động tĩnh gì không gian bây giờ trở nên yên lặng một cách lạ kỳ cả hai đứa nó lia cây đèn thêm một lần nữa thằng biên còn khom lưng xuống nước để coi cho rõ Tiểu Tam ở cách một đoạn. Xem thấy có sự nguy hiểm, nó vội vàng phóng đến chỗ hai đứa kêu lên một tiếng ngao để cảnh báo. Nhưng nó cũng đã muộn mất một nhịp. Khi tiếng kêu của con mèo đó vừa dứt, thì bất ngờ có một bàn tay đen xì nhớp nháp từ dưới cái ao thỏ lên, chộp lấy áo thằng Biên mà kéo mạnh. Thằng Biên béo bị mất đà, rơi thẳng xuống nước. Thằng Biên mặc dù là một đứa bơi giỏi trong làng, nhưng khi rơi xuống đây nó lại không thể bơi lên bờ mà cứ thế quẫy đạp như đang bị một thứ gì đó dìm xuống cây ao lúc nãy không một gọn sóng bây giờ mặt nước lại chuyển động dữ dội trông như một nồi nước sôi khổng lồ thằng biên bị cái thứ kia dìm xuống nó cố sức ngoi đầu lên hét lớn cứu táo với rồi lại bị sặc nước ỏng ọc ở trên bờ thằng Khôi bối rối không biết xử lý tình huống này như thế nào. Còn con tiểu tam vốn sợ nước cho nên nó chỉ dám đứng trên bờ. Nhe nanh nhìn về phía đó kêu lên những tiếng phì phì. Cứu tao! Cứu! Thằng Biên bắt đầu quẫy nước yếu dần. Thằng Khôi bây giờ vội vàng tìm xung quanh xem có bất cứ thứ gì có thể giúp kéo thằng bạn mình vào bờ. Cũng may, nó nhìn thấy một khúc cây dài màu đen ống đường kính vừa lòng bàn tay nó Cái cây, cây ấy đang mắc vào một đám lục bình nằm sát bên bờ ao đầu óc thằng khôi lúc này trống rỗng nó quên cả hiểm nguy đặt cây đèn xuống đất chộp lấy khúc cây đứng trên bờ vung tay đập tới tấp vào mấy bàn tay đang kéo bạn mình xuống nhưng việc tấn công vào những cánh tay đen sì ấy cũng chả khác gì đập vào nước chỉ làm cho nó vỡ ra chưa được vài giây chúng lại trở lại hình dáng cũ thằng biên bấy giờ đã đuối sức trong cái giây phút sinh tử tưởng rằng sắp bị lũ ma ra dìm xuống đáy ao chợt nó nhìn thấy mấy cánh tay kia không hề đụng tới cái vòng dường như lũ chúng nó sợ chạm vào đó bấy giờ sự ham muốn sống còn ý chí chiến đấu của nó được đẩy lên dữ dội nó dùng tay đeo chiếc vòng đập thẳng vào lũ ma ra. Việc đó không ngờ lại có tác dụng. Mấy cánh tay đang dìm đầu nó xuống bắt đầu tản ra. Thằng Biên bây giờ chỉ còn cảm thấy một vài bàn tay túm lấy chân nó. Nhưng so với sức mạnh cơ thể lúc này, thì mấy thứ đó không si nhê gì với sức đạp chân của nó. Trên bờ lúc này thằng Khôi cũng nhân cơ hội ấy, chìa khúc cây tới chỗ thằng bạn. Thằng Biên một tay chiến đấu với ma ra, tay còn lại bám lấy khúc cây, chân đạp nước, phối hợp sức với thằng Khôi từ từ bơi lại gần bờ. Lên được bờ, thằng Biên Béo nằm vật ra đất thở. Sự việc ấy diễn ra chỉ chưa đến 2 phút, thế nhưng nó phải mất rất nhiều sức mới có thể thoát khỏi bàn tay của lỗ ma ra. Giờ đây, cái cơ thể béo trắng của nó lại bị những cơn gió lạnh buốt tấn công. Cái vòng của bà nẫu đưa cho cũng không đủ năng lượng để sưởi ấm. Thằng Biên dùng mình liên tục vì lạnh bên cạnh nó thằng khôi cũng ngồi bệt xuống đất lúc nãy tập trung giải cứu thằng biên bây giờ nó mới để ý thấy cái khúc cây kia chính là xương ống của một loài động vật nào đó nhìn vào khớp nối ở hai đầu khúc xương ấy có thể thấy nó khá giống với xương đùi của con người chỉ có điều khúc xương này dài hơn nhiều không biết nó là của một loài quái vật nào thằng khôi vứt khúc xương qua một bên tay nắm chặt cây đèn bão Tiểu Tam lại gần cào cào và quần thằng Khôi kêu ngao ngao, ý dục tụi nó đi tiếp. Thằng Khôi đứng dậy nói, Đi khỏi đây thôi, sợ quá mẹ. Thằng Biên chống tay xuống đất, dáng đứng dậy, sau đó cởi áo, dùng sức vắt cho ráo nước, tiện thể rũ mạnh mấy cái cho đám cát bám trên lưng áo rơi ra. Bây giờ nó mới thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Chợt nó nhận ra ấy là cái hũ của bà nẫu đưa cho Tôi chết, tao làm rơi cái hũ rồi. Thằng Biên nói với giọng lo lắng, thằng Khôi nghe thấy thế liền hỏi lại. Hả? Mày rơi ở đâu? Lúc lúc nãy tao bị nô lô xuống nước, bất ngờ quá nên cũng không biết nữa. Thằng Khôi nhìn về phía cái ao lắc đầu ngao ngán. Để tao soi xung quanh xem có thấy không, mong sao nó không bị rơi xuống nước. Dứt lời, thằng Khôi lia cây đèn về phía bờ ao tìm kiếm cũng may cho hai đứa sau vài phút tìm kiếm cuối cùng chúng nó thấy cái hũ ấy nằm trên một đám lục bình cạn chắc là lúc nãy thằng béo bị bất ngờ vung tay hơi mạnh cho nên nó mới văng vào đấy thằng biên mau chóng chộp lấy cái hũ sau đó lùi ra xa nó sợ cái thứ kia lại một lần nữa dìm mình xuống nước thằng biên ôm cái hũ vào người cả hai đứa nó lại tiếp tục cuộc hành trình đi theo tiểu tam Vượt qua cái ao ấy, hai đứa chúng nó lại tiếp tục đi trên con đường mòn hướng về phía khu rừng. Đến bên bìa rừng, thằng Khôi tìm được hai cành cây dài, nó đưa cho thằng Biên béo một cái nói: "Tao nghe nói ở trong rừng hay có rắn, mày cầm lấy cây này lát nữa còn phòng thân." Thằng Biên đón lấy cây gậy từ tay bạn, nó trống xuống đất, nhìn vào khu rừng, bỗng nhiên nó giật mình, tay run run chỉ thằng Khôi lập tức nhìn theo hướng về phía đó. Trước mắt chúng nó là hàng trăm cái đốm sáng như những con mắt màu xanh lập lẻ chớp tắt. Bọn chúng cứ thế nhìn chầm chầm vào hai kẻ không mời mà đến kia. Trong số đó, có một đốm sáng rất to đang từ từ tiến lại chỗ hai thằng. Thằng Khôi nắm chắc cây gậy bắt đầu thủ thế, tay còn lại dơ cây đèn về phía ấy. Thằng Biên đứng bên cạnh cũng sẵn sàng chiến đấu, chỉ có tiểu tam là đứng yên tại chỗ hướng ánh mắt nhìn về phía đốm sáng kia con mèo tiến lên một bước kêu meo đốm sáng màu xanh ấy cũng đáp lại bằng một tiếng kêu meo rồi ngay sau đó từ trong bóng tối nhảy ra một con mèo đen giống với tiểu tam nhưng trên đầu chỉ có một con mắt to đùng chiếm hết phần chán của nó con mắt ấy nhìn như một khối cầu rực cháy phát ra ánh lửa màu xanh lạnh lẽo nhìn vào con mắt ấy cả hai cảm thấy nó như là một không gian sâu thẳm tiểu tam từ từ tiến đến chỗ con mèo ấy hai đứa chúng nó thực hiện cái nghi thức chào hỏi của họ nhà mèo xong liền lùi ra xa mấy đốm sáng màu xanh trong khu rừng cũng không còn nhìn chằm chằm vào hai đứa nó nữa tiểu tam quay đầu lại phóng vào trong bóng đêm để lại hai thằng đứng đó chưa biết chuyện gì xảy ra thằng biên quay qua thằng khôi hỏi ồ con mèo đen ấy chạy rồi ai dẫn mình đi lấy nhựa cây làm nến đúng lúc này con mèo một mắt kia tiến lại gần kêu lên mấy tiếng meo meo sau đó cọ cọ người vào chân hai đứa nó thằng khôi cúi xuống bế con mèo lên bàn tay nó cảm thấy cơ thể con mèo này lạnh toát nếu không có những tiếng rên gừ gừ khe khẽ của con mèo chắc có lẽ nó tưởng đang bê một cục nước đá con mèo cựa quậy kêu lên mấy tiếng thằng khôi hiểu ý đặt nó xuống đất vừa đặt bốn chân xuống nền đất con mắt to bự của nó sáng rực chiếu sáng một khoảng rộng trước mắt con mèo phóng vào bên trong khu rừng được một đoạn thì đứng lại nhìn về phía hai đứa nó kêu lên mấy tiếng meo meo cả hai thằng hiểu ý liền chạy theo con mèo ấy. Nói là chạy chứ thực ra chỉ là nhanh hơn đi bộ một chút. Bởi vì xung quanh có rất nhiều cây dây leo mọc chẳng chịt cản lối đi của tụi nó. Với cái thân hình nhỏ thó của thằng Khôi, việc lách qua đám dây leo ấy chả khó khăn gì. Chỉ có thân hình mập mạp của thằng Biên là hơi chật vật một chút. Nó giật mấy cây dây leo qua hai bên tạo một lối đi vừa đổ cho cô thể lách qua. Miệng liên tục gọi với Thao. Đoạn Thao với! Thằng Khôi ngoái đầu lại nói. Nhanh lên, không mất dấu bây giờ. Nó chưa kịp nói hết lời, đã bị một thứ gì đó cuốn chặt vào cổ chân lồi nó đi. Thằng Khôi càng quấy đạp mạnh bao nhiêu, thì cái thứ ấy lại càng siết chặt hơn bấy nhiêu. Cái đèn bão trên tay nó bây giờ cũng bị rơi qua một góc, ngọn lửa cũng bắt đầu yếu dần, chập chờn như sắp tắt cũng may nó không hề hấn gì chứ không cũng cháy lớn thằng khôi bị thứ đó lôi ra khỏi vùng chiếu sáng trong lúc quả quạng nó bám vào được một cái rễ cây thằng khôi dùng hết sức lực chống lại lực kéo của cái thứ đang muốn lôi nó đi thằng biên ở phía sau thấy bạn mình bị vậy lập tức lao vào giải nguy nó nhanh tay vung gậy vụt một cái súng đất miệng la lớn thả bạn ông ra sau cú đập chí mạng ấy tai thằng bên nghe thấy cốp một cái cùng với âm tiếng ối của thằng khôi từ trong bóng tối vọng ra vỡ đầu rồi cứu tao ờ tao xin lỗi trong bóng tối chân tay thằng biên trở nên lúng túng không biết đập vào chỗ nào cho khỏi trúng thằng bạn mình mày mày ở đâu mày không biết đường dùng đèn mà soi sáng à thằng khôi ở trong bóng tối gắt lên biên nghe thấy vậy mới nhớ ra cái đèn bão lúc này nó chỉ còn lại chấm lửa nhỏ thằng biên lao đến chỗ cây đèn cầm nó trên tay ánh lửa bên trong cây đèn bây giờ đã quá yếu chỉ cần thằng biên lắc mạnh cây đèn một cái là nó có thể vụt tắt bất cứ lúc nào thằng biên vặn cho tim đèn lên cao để ngọn lửa có được nhiều năng lượng hơn trong đầu nó liên tục vang lên hai chữ đừng tắt đừng tắt Ngọn lửa từ cây đèn bão được tiếp thêm sức mạnh, ngay lập tức cháy bùng lên soi sáng cả một vùng. Lúc này chúng nó mới nhận ra cái thứ đang túm lấy chân thẳng khôi là một đoạn dây leo. Thằng Biên vớ lấy cây gậy dồn hết sức lực vào cánh tay ấy, tặng cho cái cây dây leo những cú đánh chí mạng. Cú đập mạnh đến nỗi làm cho vỏ cây cây ấy dập nát, chảy ra một thứ giống chất lỏng đỏ như máu. Có lẽ cái cây dây leo ấy nó cũng biết đau, cho nên sau cú mấy cú đập của thằng Biên, nó buông chân thẳng khôi ra, rút vào trong bóng tối. Ở trong ấy bắt đầu vang lên những tiếng khóc lóc, oán than. Bây giờ chúng nó cũng đã quen với âm thanh đó nên cũng chẳng còn cảm thấy sợ nữa. Thằng Khôi mới thả lỏng tay ra xoa xoa chán, thấy trên ấy u lên một cục. Nó lấy lại cây đèn bão từ tay thằng bên, miệng liên tục suýt xoa. Vỡ đầu tao rồi này, Thằng Biên giả bộ cười chử nói à, Tối quá Tao có nhìn thấy cái gì đâu Chợt nó kêu lên Ôi tôi chết Con mèo ở đâu rồi nhỉ Thằng Khôi nghe bạn nhắc đến mới chợt nhớ ra Lúc này Hai đứa chúng nó đã để lạc mất con mèo dẫn đường Hai đứa chúng nó nhìn xung quanh Miệng liên tục gọi meo meo Nhưng chẳng thấy một đốm sáng nào cả Có lẽ con mèo một mắt ấy Đã chạy một đoạn khá xa bỏ hai đứa chúng nó bơ vơ giữa khu rừng tăm tối này. Thằng Khôi cố gọt cái miệng ra kêu thêm mấy câu nữa, thì ở trong bóng tối xuất hiện một con mắt màu xanh cùng với tiếng meo đáp trả. Cả hai vội vàng chạy về phía ấy, thì ra nãy giờ con mèo một mắt nó leo lên cây cây lớn, thấy hai thằng tới nó liền phóng xuống đất, dùng bóng vuốt cào cào vào thân cây, từ đó chảy ra một chất dịch có màu trắng như sữa, hai đứa chúng nó vui mừng nhìn nhau thằng biên vội vàng mở nắp hũ lại thấy bên trong ấy có một con dao nhỏ bằng đồng dọc lưỡi dao cũng có khắc ký tự bùa chú thằng biên cầm con dao ấy đâm một phát thật mạnh vào thân cây nhựa từ vết thương ấy chảy theo rãnh của con dao rơi xuống nhưng vừa chạm vào mặt đất nó lập tức biến thành màu đen sau đó bốc hơi mất thằng biên vội vàng để cái hũ vào để tránh lãng phí nhựa cây tranh thủ lúc nhựa chưa chảy đầy cái hũ hai đứa chúng nó dựa lưng vào một gốc cây nghỉ ngơi độ nửa canh giờ sau hai đứa chúng nó cũng đã lấy được thứ cần thiết thằng biên vặn chặt nắp hũ đút con dao vào túi cùng với thằng khôi rời khỏi khu rừng cũng nhờ lúc cái thây mập của thằng biên lúc nãy mở đường cho nên việc ra khỏi rừng dễ dàng hơn rất nhiều lần ra khỏi khu rừng chúng nó lại tiếp tục đi trên con đường mòn về nhà bà nẫu đến nơi hai đứa chúng nó đã thấy bà ấy chuẩn bị một cái khuôn đúc nến bên cạnh đó còn bắt thêm một cái bếp đang nấu chảy sáp nến thấy cả hai mang cái hũ về một cách an toàn bà hài lòng lắm thằng biên trao cho bà cái hũ bà lão liền nhận lấy dốc hết số nhựa vào trong nồi sáp mà khuấy đều lên một lúc sau tất cả số nguyên liệu ấy hòa trộn vào với nhau tạo ra một chất lỏng màu trắng tinh. Bây giờ bà nẫu mới đổ chúng vào khuôn đúc thành một cây nến. Đợi cho khuôn đúc nguội bà lấy ra một cây nến màu trắng đưa cho thằng Khôi sau đó đi vào nhà lấy cây đèn cổ ra. Miệng bà liên tục phát ra một thứ tiếng cổ ngữ ngọn lửa bên trong cây đèn cũng từ từ yếu dần rồi tắt hẳn. Khi ánh lửa không còn nữa, bà mới lấy cây nến đèn ra, sau đó cắm cây nến trắng vào. Lại dùng một vật dụng như là cây chiết hỏa, châm cho cái đèn ấy sáng lên. Lần này, ánh sáng phát ra từ cây đèn ấy có màu trắng. Bà nẫu đưa cây đèn cho hai đứa tụi nó, nói một cách gấp gáp. Hai con, mau chạy tới cái nơi mà hai đứa thấp đèn lẻ đi. Thằng Khôi cầm lấy cây đèn, hai đứa chúng nó vội vàng chạy ra khỏi nhà bản nẫu chúng con cảm ơn ba tụi nó vừa chạy vừa nói vọng lại ra khỏi làng Kim An hai đứa chúng nó tiếp tục chạy về chỗ cũ lũ oan hồn uổng tử thấy hai đứa chúng nó đang sở hữu thứ có thể đưa chúng trở lại nhân gian thì ngay lập tức tạo thành những cơn âm phong vây quanh cả hai đứa nhưng đều bị ánh đèn đánh bật ra nên chỉ đành khóc lóc bám theo Chạy được một hồi, cả hai cũng đến được chỗ chúng nó đã đốt ngọn đến màu đen. Lúc này cây đèn cổ phát sáng dữ dội, cả hai đứa chúng nó bị mất đà, ngã xuống đất. Ánh sáng biến mất, bốn bể xung quanh tụi nó lại tối om như mực. Thằng khôi quở quảng trong đêm tối, bỗng nó nghe thấy tiếng ai đó gọi. Khôi ơi! Biến ơi! Cả hai đứa chúng nó nhìn lên, thì thấy một đoàn người cầm đèn đuốc đang đi kiếm tụi nó. Tụi con ở đây! Cả hai hô lớn mấy người kia vội chạy đến, trong đó có bố và ông nội thằng Khôi. Ô, đúng chúng nó ở đây này! Thế mà nãy giờ tìm cả chục lần quanh chỗ này mà chẳng thấy. Ông nội thằng Khôi nhìn thấy cái đèn cổ thì tỏ ra giận dữ lắm. Ông vung gậy định vụt vào mông thằng cháu mình một cái, nhưng lại bị ông hài cản lại. Ôi thầy, để từ từ để con dạy bảo cháu nó. Ông cụ giọng cái cây cổng cọc xuống đất mạ mắng. Cháu ơi là cháu, con ơi là con. Cây đèn đó là cô quỷ, con có biết không? Trung thu năm nào, cái làng kim ma này cũng bị lũ quỷ đến quấy phá tìm cái đèn này. Ông cụ nói đến đây, vuốt ngực hò lên mấy tiếng. Cái việc, cả làng này thấp đèn, là để tránh cho lũ quỷ vào nhà quấy quả đi biết chưa hả? Còn nhà bà nậu không thấp là vì bà ý, là cái đèn phát ra năng lượng âm. Ông nội thằng Khôi nói xong quay lưng đi về, miệng còn để lại một câu đe dọa. Dạ. Bố còn tụi mày về, tụt quần nằm trên giường cho tao. Thằng Khôi nhăn mặt cầm cái đèn đi theo bố và ông nội nó. Phía bên kia, thằng béo cũng bị mẹ nó nhéo tay kéo về, bỏ nhà đi chơi không chịu về này đêm nay no đòn con nhá thằng khôi đi được một đoạn nó nhìn xuống cánh tay thấy cái vòng bà nấu đưa cho dần dần biến thành cho bụi sau đó bị một cơn gió mạnh thổi qua cuốn đi đêm nay có lẽ chúng nó sẽ bị một trận no đòn nhưng ít nhất mọi chuyện cũng đã kết thúc Quý vị khán thính giả bà con cô dì chú bác anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện đầu tiên của tác giả Quác Tử và tiếp theo ngay sau đây, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Diễm Hằng. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện thứ hai qua giọng kể của Triển Chiêu. sau những tháng ngày dài rằng giặc điều trị những vết bỏng trên người của nam cũng đã lành xẻo bình phục lại hoàn toàn anh được bác sĩ ký giấy cho xuất viện nhìn lại quang cảnh bệnh viện suốt ba tháng trời gắn bó anh mỉm cười chào tạm biệt lên xe trở về nhà cuối cùng anh cũng được rời khỏi đây thoát khỏi ám ảnh bởi những mùi đặc trưng của bệnh viện thoát khỏi những tháng ngày nhàm chán quanh quẩn bên chiếc giường lịch thay băng uống thuốc đều như vắt chanh những vết sẹo lớn nhỏ co lại khiến cho mọi cử động của anh bây giờ cũng không được linh hoạt như trước thi thoảng anh lại phải chịu những cơn đau nhức tái phát chuyển đến mà lúc ấy anh chỉ biết cắn răng chịu đựng chờ cơn đau đi qua có nói ra anh cũng đâu giúp được gì ở nhà một thời gian nam cũng đã dần quen và dần chấp nhận với dáng vẻ hiện tại của mình không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa mặc dù vậy khi ra đường anh vẫn phải che kín hết khuôn mặt không phải vì anh ngại ngùng hay mặc cảm mà anh sợ người khác trông thấy không ít thì nhiều họ cũng phải giật mình kinh hãi nam tin vào số phận số phận là thứ mà mỗi con người dù cố gắng cũng không thể thay đổi cũng chính số phận đã mang anh trở lại cuộc sống này lại ban cho anh có được đôi mắt âm dương để anh có thể giúp đỡ được các phong hồn lưu lạc nhân gian hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng quãng thời gian này thỉnh thoảng anh cũng có gọi điện cho cô doan và cũng ngộ ra được nhiều điều về sự sống bên kia thế giới, nơi mà trước đây anh luôn nghĩ nó không bao giờ tồn tại. Bây giờ cũng đã tầm chiều, Nam biết hôm nay có ca trực của Tú và mấy đồng nghiệp thân quen, dù vẫn còn trong thời gian nghỉ phép để điều trị phục hồi, nhưng thấy nhớ mọi người quá, và lại anh cũng muốn ra ngoài chút cho khuây khỏa. Mặc bộ đồ kín mít từ đầu tới chân, lại vớ lấy cái khẩu trang to bản, che kín hết nửa khuôn mặt cùng với cặp mắt kính dâm nam rong xe chạy trên con phố dẫn đến trụ sở nơi anh làm việc chỉ mới hơn ba tháng mà mọi thứ trước mắt anh vừa quen vừa lạ lúc này cũng tan tầm nên lượng xe cộ trên đường cũng khá đông bộ dạng trông giống mafia của anh khiến cho mấy bà nên già lít trông thấy cũng phải bái làm sư phụ đàn ông con trai gì mà ăn mặc còn kín hơn cả đàn bà phụ nữ dắt xe qua cổng trụ sở, chào hỏi bác bảo vệ một câu, Nam cất xe rồi bước lên sảnh chính. Tiếng bước chân nện cùm cộp trên dãy hành lang. Giờ này, hầu hết các phòng ban đều đã về hết, chỉ còn một vài người ở lại, có lẽ là cố hoàn thành cho xong công việc. Đứng trước cửa phòng làm việc của mình, thấy bên trong sáng đèn, nhưng trông có vẻ như yên áng lắm. Nam nghe ngóng hồi lâu mà không thấy có chút động tĩnh nào, nghĩ bụng giờ vẫn còn sớm mà không lẽ mọi người rủ nhau đi ăn hết cả rồi nam chẹp miệng thôi thì vào trong ngồi đợi cũng được dù sao thì anh cũng đang rảnh rỗi cũng chưa muốn về nhà khẽ vặn tay nắm cửa phòng làm việc rồi đẩy vào mới vừa thò đầu vào trong lập tức những tiếng nổ vang lên khiến nam giật bắn mình vụn kim tuyến bay mù mịt khắp căn phòng rơi đầy đầu của anh tiếng vô tay bùm bộp kèm với đó là giọng của tú Chào mừng đồng chí đã quay trở lại. <laughs> Bất ngờ chưa? Nam vẫn còn đang sững sở, chưa kịp định thần lại. Những người khác cũng chạy đến bên anh rồi hỏi han đổ kiểu. Cậu thế nào rồi? Đã khỏe hẳn chưa? Sắp đi làm trở lại chưa đồng chí? Cả đội nhớ cậu lắm đấy nhá. Nam bấy giờ mới lắp bắp hỏi. Ờ, tôi đến đây không có báo trước với ai, sao có cậu lại biết? Tú nháy mắt cười gian. <cười> Thì tôi cũng biết là ông được xuất viện về nhà thế nào cũng cuồng chân mà dò mò đến đây thế nên tôi nhờ bác bảo vệ khi nào trông thấy ông thì gọi điện lên báo chúng tôi biết nam phủi những vụn kim tuyến vương trên đầu ngồi xuống ghế bỏ hết khẩu trang kính mũ ra rồi lửa mắt ờ à, ông thì giỏi rồi từ ngày tôi xuất viện về là ông cũng trốn biệt luôn tưởng quên tôi luôn rồi chứ còn các cậu nữa anh em làm việc với nhau bao nhiêu lâu lại còn hùa với nhau tính làm cho tôi đứng tim mà chết đấy à Mấy cậu đồng nghiệp nghe vậy, trên khuôn mặt chẳng có chút gì là hối lỗi, lại còn được thẻ ôm bụng nhìn nhau mà cười hô hố, khiến Nam tức đến lộn ruột. Cái đám này chỉ nghiêm túc được trong công việc, còn lại thì chán chả buồn nói. Tú gãi đầu đáp. Ông cũng phải thông cảm, dính vào tình yêu tình báo, nó khổ thế đấy. Lũ con gái bây giờ hở ra tí là giận với dỗi, tôi cũng phải chèo các em một tí. Hai con mắt nhăn nheo của Nam như muốn trợn lên, không biết rốt cuộc thằng bạn mình đang chăn dắt tổng cộng bao nhiêu cô người yêu nữa. Đúng là đời, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Cô số đào hoa thì cứ mặc nhiên mà tận hưởng thôi. Ngồi quay lại quanh chiếc bàn, Nam cùng với đồng nghiệp nói chuyện, tâm sự với nhau, mải mê quên cả giờ giấc. Được nghe kể lại những vụ gần đây mà trong lòng anh cảm thấy có chút khó chịu vì không được trực tiếp tham gia anh chỉ muốn mau chóng được sớm trở lại làm việc, dù không thể tiếp tục với đam mê thực sự của một lính cứu hỏa như trước nữa. 9 giờ tối, dù vẫn còn muốn được trò chuyện với mọi người nhiều hơn cho thỏa những tháng ngày phải nằm viện, nhưng thấy cũng đã muộn, với lại tới đây đi làm trở lại, đâu có thiếu chuyện để nói. Nam chào mấy anh em đồng nghiệp rồi ra về trước. Dắt xe ra khỏi cổng trụ sở, ngoài đường bấy giờ đã vắng tanh, dưới ánh đèn đường vàng vọt, chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe qua lại. Nam ngồi trên xe, định nổ máy phóng đi. Bất giác anh thấy thấp thoáng bóng một đứa bé trai, dáng người thấp bé, mảnh khảnh, áng chừng chỉ 10 tuổi, đang đứng dưới tàn cây ngay về hè. Mắt không ngừng, ngước lên trên tòa trụ sở làm việc, như đang ngóng đợi điều gì đấy. Bóng cây đổ xuống khiến cho anh không thể nhìn rõ được mặt mũi đứa bé ra sao thấy lạ vì cậu bé chỉ đứng có một mình mà giờ này lẽ ra trẻ con phải ở nhà cùng với bố mẹ rồi mới phải. Dựng chân chống xe, anh tiến lại gần cậu bé rồi cất tiếng. Này, bé gì ơi, trời tối rồi xem vẫn còn đây, bố mẹ em đâu? Đứa bé quay phát đầu lại nhìn, nam giật đến bắn mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một luồng hơi lạnh bất xác chảy dọc sống lưng, khiến cho anh nổi hết cả da gà, miệng cứng lại mấp máy, nói không thành lời. Trước mắt anh, bộ dạng của đứa bé không bình thường một chút nào, mà cổ quái, kinh dị đến đáng sợ. Khuôn mặt trắng bệch như sáp nến, đôi môi nhợt nhạt khô khốc, hai tròng mắt bị kết lại bởi một lớp màng mỏng mờ đục. Chiếc áo màu cháo lỏng cũ kỹ trên người bị xé toạc ra làm hai, loang lổ những vẹt thâm đen. Trên khuôn ngực hở lộ rõ một vẹt khâu hình chân rết, ngoằn ngoèo nham nhở kéo dài từ cổ cho đến ổ bụng xẹp lép từ những vết khâu ấy không ngừng nghèo ra dòng dịch mủ vàng khè hòa lẫn với máu chảy thành dòng từ bụng xuống tới tận chân nam lắc đầu không tin nổi những gì đang thấy người như vậy còn sống được hay sao đứa bé nhìn anh nhoẻn miệng nở một nụ cười ma quái nó bắt đầu bước từng bước chậm rãi lại gần nam đứng chết chân tại chỗ dường như có một áp lực vô hình nào đó khiến cho toàn thân anh không sao cử động được. Bên tai văng vẳng những tiếng bước chân lẹt quẹt mài xuống đường. Nam như nín thở, hai con mắt cứ vậy mở trợn trừng trừng nhìn thằng bé đang sát lại. Mỗi lúc một gần hơn. Lông tóc trên người anh lúc này dựng đứng hết cả, cảm giác lạnh lẽo tê tái đến thấu bút tâm can. Bỗng đằng sau vang lên tiếng của tú kéo anh ra khỏi cảm giác nặng nề đang đè nén. "Ở kêu này." Tưởng về từ nãy rồi, sao giờ vẫn còn đứng ngẩn ra đấy? Nam quay ngoắt lại, mặt mũi xám ngoét như cho, miệng lắp bắp. Ờ, ông đấy à? Thế không phải tôi thì là ai? Mà dòng vẫn chưa trả lời tôi? Sao nãy giờ còn chưa về? Này, đừng nói là ông đứng đây đợi tâm sự riêng với tôi đó. Tôi là trai, trai thẳng chính hiệu nhé. Nam bấy giờ phần nào cũng lấy lại được sự bình tĩnh, anh suýt nữa thì phát ói trước những lời của tú không hiểu đầu óc cậu ta chứ gì mà toàn chỉ suy nghĩ đen tối tầm bậy tầm bạ nam hừ mũi say người lại chỉ tay về phía sau ông nằm mơ đi ông không thấy đứa bé lời còn chưa nói hết thêm lần nữa nam lại toát mồ hôi lạnh khi trước mặt anh chẳng có ai cả đứa bé với bộ dạng cổ quái khi nãy đã biến mất từ lúc nào thấy nam ngây người ra như phỗng tú tiến đến vỗ vai này rút cuộc là làm sao đứa bé nào ở đây nam ôm đầu lắc lắc mấy cái rồi chỉ tay về phía trước rõ ràng đứa bé chỉ mới vừa ở đây thôi mà sao giờ lại không thấy đâu tú nhân mặt khó chịu ờ hay ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai mà có phải là ông tưởng tượng dài không lúc ra cổng tôi thấy ông cứ đứng được ra một mình làm gì có ai khác đâu nhưng mà... Thôi, không nhưng nhị gì hết. Muộn rồi, ông cũng về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi phải đến cho hẹn với em người yêu đây. Không có đến trễ, tôi lại tốn nước bọt giải thích. Thế nhá, gặp ông sau. Vỗ vai Nam thêm vài cái, tú lên xe rồi máy phóng đi. Bỏ lại Nam vẫn đứng ngẩn ra đấy với mớ suy nghĩ hỗn độn. Một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu anh, anh lẩm bẩm Không lẽ đứa bé ấy là kể từ ngày gặp hồn ma trong bệnh viện rồi giúp đỡ vong hồn cô xuân được siêu thoát nam cũng không gặp thêm bất cứ hồn ma nào khác cũng vì chưa thật sự quen nên nhiều lúc anh cũng quên mất rằng mình được ban cho đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy những thứ vốn không thuộc về thế giới này nam nán lại thêm một lúc đưa mắt nhìn về phía tảng cây trước mặt anh muốn chờ đợi xem cậu bé bí ẩn kia có xuất hiện thêm một lần nữa hay không để có thể khẳng định được suy đoán của mình, anh chỉ mong tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra, không phải là sự thật. Hơn một tiếng đồng hồ, ngồi yên như tưởng, hai con mắt cả phút mới chớp lấy một lần. Trước mặt vẫn chỉ là ánh đèn đường vàng vọt, cùng với tàn cây đổ bóng xuống về hè. Quang cảnh cũng dần trở nên im ắng, không có gì khác lạ. Nam bắt đầu buồn ngủ, miệng ngáp dài ngáp ngắn, cầm điện thoại lên nhìn thấy cũng đã gần 11 giờ. Bất đặc dĩ, anh quay xe trở về nhà trên đường đi trong đầu anh cứ xoay tua hình ảnh cậu bé với khuôn mặt trắng nhợt những vết khâu nham nhở cái bụng lép kẹp ra như dính vào với xương sống hoàn toàn không có một chút gì là dấu hiệu của sự sống lòng bất dứt khó yên anh quyết định phải tìm cho ra được sự thật ở trước cổng trụ sở ngay khi nam rời đi không lâu cậu bé với hình dạng cổ quái lại hiện ra ngước mắt nhìn lên tòa nhà như đang ngóng đợi điều gì đấy cậu bé cứ đứng đó mãi cho đến khi đèn điện trong tòa nhà đều đã tắt tất cả chìm vào trong bóng tối cánh cổng sắt mở ra ken két những người trực ca đêm cuối cùng cũng ra về cậu bé cũng bắt đầu lững thững từng bước đi hòa cùng với những con người ấy thân ảnh dần dần mờ nhạt rồi biến mất trong không gian vắng lặng ngày hôm sau nam thức dậy từ rất sớm vệ sinh cá nhân rồi giải quyết bữa ăn nhẹ buổi sáng chỉ trong chớp nhoáng. Trong lòng vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ khi nghĩ đến chuyện hồi tối qua. Anh nhấc máy bấm số gọi cho cô Doan. Chỉ có cô mới có thể giải đáp được những khúc mắc mà anh đang vấp phải. Chỉ mới hai hồi chuông vang lên, bên kia đã có tiếng trả lời. Tôi nghe đây, có phải cậu lại gặp chuyện gì rồi phải không? Nói tôi nghe xem nào. Lần này cũng giống như những lần trước gọi điện cho cô, nhưng giọng điệu của cô thì khác hẳn. Điều này khiến Nam không khỏi ngạc nhiên vì anh còn chưa kịp mở miệng mà cô Doan đã có thể đoán ra được là anh đang có chuyện muốn hỏi. Nhưng nghĩ lại, cô Doan vốn là cô đồng, được quan trên cho ăn lọc âm. Anh cũng không dườm già hỏi han liền kể lại một mạch sự việc tối qua rồi nói lên suy nghĩ của mình. Thật sự, tôi cũng không chắc chắn là những gì mắt thấy có phải là thật hay không? Nhưng mà nếu là thật, tại sao tôi đứng chọt suốt cả tiếng mà đứa bé đó không xuất hiện nữa? Cô Gian đợi cho Nam nói xong, cô cười nói, khi cậu trông thấy là thật, nhưng mà cái cậu nghĩ chỉ là phiến diện mà thôi. Người sống và người chết không thể giao tiếp được với nhau theo cách thông thường, mà phải thông qua những người hay nghề đồng cốt giống như tôi. Nên cậu bé đó không hẳn là đã biết cậu có thể trông thấy nó. Tôi thấy... Trước tiên cậu nên tìm hiểu tại sao cậu bé lại xuất hiện ở trước trụ sở làm việc của cậu mà không phải là một nơi nào khác. Nam lại thắc mắc nhưng mà làm sao tôi có thể biết được là đứa bé đó có thật sự cần tới sự giúp đỡ hay không? Cô John im lặng một hồi nhưng nghĩ ngợi rồi đáp Bây giờ cậu có rảnh không? Đến nhà tôi. Tôi có thứ này cho cậu. Vâng vâng. Ngay bây giờ ạ. À? Nhưng mà còn đứa bé. Cô John ngắt lời Cậu cứ đến đây đi rồi nói tiếp. Cứ thống nhất như vậy nhé. Hẹn gặp cậu. Dứt lời, cô gian cúp máy. Tiếng âm báo kết thúc, của gọi đã vang lên từ lâu, nhưng Nam vẫn chưa buông máy xuống. Anh ngẫm lại lời của cô gian nhớ lại ánh mắt của đứa bé không ngừng hướng vào bên trong trụ sở. Anh mấp máy miệng, lắp bắp mãi mới thành tiếng. Không lẽ là nó đang muốn trả ai đó? Nhưng mà tại sao chứ? Mà cô Doan muốn cho mình cái gì nhỉ? Đúng lúc này cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Tú thò đầu vào cười toe toét. Này, mới sáng ngày ra, mà sao trong mặt đã bí xỉ ra thế kia? Hay là vẫn dỗi tôi cái vụ tối qua? Tôi đã nói là tôi đi với người yêu rồi mà. Nam dơ nắm đấm lên, dư dứ vào mặt Tú. Cái thằng bạn này hình như nó bị mắc chứng hoang tưởng thì phải. Làm như cậu ta là trung tâm thu hút của cả phái nam lẫn phái nữ vậy. Rồi cái đầu ông ấy, muốn là đấm à? Sao hôm nay rảnh rỗi lại tới nhà tôi thế này? Thế không đi làm à? Tú ngồi phịch lên chiếc ghế, tiện tay rót đầy cốc nước, hớp một ngụm, rồi mới hỏi. Không, nay tôi đổi qua làm ca tối, nên sáng nay tranh thủ đi qua thăm ông. Ờ, à, cảm ơn, ông tốt quá cơ. Nếu không phải là tối qua, tôi tự mò đến trụ sở, lẽ ông có còn nhớ đến thằng bạn này nữa không? Bị nam nói trúng tim đen, Tú chỉ biết gãi đầu cười hề hề một phần cũng là bởi cô người yêu mới của cậu ta khó chịu quá đoạn nam đổi có chuyện khác chứ nói ba cái chuyện yêu đương với thằng bạn này có mà cậu ta nói cả ngày tú này trong thời gian mà tôi không có mặt ở gần trụ sở mình có xảy ra chuyện gì không tú ngơ ngác không hiểu chuyện gì là chuyện gì uh, ý tôi là ở gần trụ sở mình có vụ án mạng hay là tai nạn chết người nào không nghe nam nói xong tú liền nhăn mặt này này Sao tự dưng ông lại hỏi thế Bơ vả vơ vẩn Thì ông cứ trả lời tôi đi Tú gần giọng nhẫn mạnh Không có Và không bao giờ có nhá Ông tiếc chủ ẻo đấy à Nam chẹp miệng thở dài Như vậy anh vẫn chưa thể có lời giải đáp Đứa bé kia rốt cuộc là từ đâu đến Đoạn nhìn sang Tú rổ dây Sáng nay, Cậu đến với tôi tới nhà cô Doan một chuyến nhé Tú trốn mắt ngạc nhiên Nhà cô Doan cái nhà cô đồng đấy hả? Bộ ông tính qua đó bái sư học nghề ở sao hả Nam? Nam chừng mắt, cái thằng bạn này lúc nào cũng đùa cọt được. ông có thôi cái trò đấy đi không? không đi thì tôi đi một mình. là cuối gọi tôi đến, tôi cũng chỉ biết vậy thôi. đi thì đi, nay tôi chịu thiệt làm chân hồ tống trông vậy. nhưng mà nhớ trả công đàng hoàng đi nhá. tú nháy mắt cười danh. nói rồi liền đứng dậy, trở xuống dưới nhà, ngồi lên xe nổ máy chờ sẵn. Nam cũng cạn lời, thôi thì cũng mặc kệ, cho nó muốn nói gì thì nói. Dù sao thì sức khỏe và thể trạng chưa cho phép, anh cũng không thể tự lái xe đi quãng đường quá xa được. Nai nịt quần áo kín mít như mọi lần, phần cũng để tránh bụi bặm. Mất đến 10 phút, Nam mới đi ra nhảy lên xe, túi đợi lâu thì cằn nhằn. Ông cứ lề ma lề mề như phụ nữ, cả cây dây ngỗng buôn rơ lê ngoài chợ thế. Đi nhanh, ngốc chưa mẹ nó rồi đây này. Nam không buồn nói, chỉ lẳng lặng tặng cho Tú một cái nhéo và mạng sườn, khiến cho cậu ta dãy nảy lên, uốn éo như đỉa phải vôi. Miệng xít xoa nhưng không dám ho he thêm câu nào. Tú chút cơn bực vào chiếc xe, dồ ga phóng đi như bay. Mấy lần lọt ổ gà ổ chó, làm Nam tí bổ ngựa về sau. Đã quen thuộc với đường nên chỉ mất chừng một tiếng, cả hai đã dừng xe trước cổng nhà cô Doan, còn chưa kịp đưa tay lên bấm chuông thì bà Lam đã chạy ra mở cổng. Hai cậu vào đi, cô đang đợi hai cậu ở trong đó. Nam và Tú đưa mắt nhìn nhau, vì cô gian còn có thể tính ra được thời gian chính xác mà hai người đến. Gật đầu trà bà Lam một cái, dắt xe để gọn một chỗ, không còn bỡ ngỡ như lần đầu. Cả hai bước lên nhà, leo cầu thang lên lầu hai. Mọi thứ xung quanh vẫn không có gì khác biệt, vẫn trang hoàng nhưng không hề màu mẻ. Cô Doan ngồi trên chính điện, chắp tay vái lại mấy cái rồi quay ra. Hay cậu ngồi đi. Ngồi xuống chiếu đối diện với cô Doan, Nam lên tiếng. Tôi đến rồi đây. Trên đường đi tôi cứ nghĩ mãi, nhưng mà không thể đoán được là cô muốn cho tôi thứ gì, và nó giúp ích được gì cho tôi. Cô Doan mỉm cười, đoạn đứng dậy bước tới ban thở, cô với tay lấy xuống một hộp gỗ trao cho Nam rồi nói. Cậu mở ra đi. Cả Nam và Tú đều dán mắt vào chiếc hộp gỗ, chỉ nhỏ bằng chiếc hộp bút. Trong bề ngoài không có gì là đặc biệt. Mở hộp ra, bên trong là một cặp kính. Nam ngước mắt nhìn cô gian thắc mắc. Cái này... Đây là mắt kính bình thường, nhưng đã được tôi xin quan trên bàn phép. Đeo nó lên, cậu sẽ có thể biết được những vong hồn nào đang thật sự cần được giúp đỡ. Tôi tin là nó sẽ giúp ích được nhiều cho cậu về sau. Nam đeo kính lên, thấy quả đúng như cô gian nói là một cặp kính không độ bình thường dù trước nay không đeo kính bao giờ nhưng anh không cảm thấy vướng víu gì cho lắm đột nhiên anh cảm giác như ở hai bên thái dương có luồng khí nóng đang lấn dần vào trong da thịt nhãn cầu căng tức não bộ dường như vừa có một dòng điện chạy xẹt qua từng tế bào não bộ như được kích thích đến tối đa nam dùng mình một cái vội tháo kính ra những cảm giác này cũng biến mất ngay tức khắc Cô Gian xem phản ứng này dường như là đã có hiệu quả. Cô gật đầu. Ban đầu, có thể cậu sẽ thấy khó chịu một chút, nhưng dần dần sẽ quen thôi. Yên tâm đi, nó không gây hại gì cho cậu đâu. Với lại, cậu muốn đeo lúc nào cũng được. Cái này thì tùy ở cậu. Nam cất lại cặp kính vào trong hộp, nhìn cô Gian rồi nói. Cảm ơn cô. Có nó trong tay, tôi sẽ làm được nhiều điều có ý nghĩa, giúp cho nhiều vong hồn được siêu thoát. Nhưng... Thấy Nam ngập ngừng, cô Doan lại nói. Cậu vẫn còn đang thắc mắc về vong hồn đứa bé nọ phải không? Nam gật đầu, cô Doan nhìn lên ban thờ rồi lại nói tiếp. Sứ mệnh của cậu, cậu giống như đang gỡ rối sợi dây. Chỉ cần lần tìm ra được từng nút thắt theo thứ tự, mọi việc ắt sẽ có lời giải. Dù đó không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng tôi tin vào khả năng của cậu. Nam như chợt ngộ ra điều gì, anh cúi đầu cảm ơn cô Doan lần nữa rồi tạm biệt ra về. Bước xuống dưới lầu một đã thấy khá nhiều người đang ngồi chờ đến lượt. Nam có chút ái ngại vì anh vừa làm mất chút thời gian quý báu của biết bao nhiêu người. Ở chốn linh thiêng này, Tú cũng không dám vả miệng, chỉ ngồi im, giọng tai hóng hớt, cho nên trên đường về cậu ta như được mở khóa, luôn miệng tuôn ra một chàng, chém gió đổ chuyện trên trời dưới bể. Về đến nhà Nam, đoạn cậu ta mới hỏi Này, thế chuyện cậu nhìn ma tối qua là có thật đấy hả? Ông nghĩ tôi đem chuyện ra để nói đùa. Nghe Nam nói mà tú bỗng dùng mình, bảo sao tối qua cậu cứ cảm giác lành lạnh sống lưng khi tiến lại gần Nam. Thật không nghĩ đến là ở ngay trước cổng trụ sở lại có ma, không biết thì không sao, chứ đã biết rồi, không khéo, từ giờ cậu không dám đi trực ca tối nữa mất. Thế bây giờ ông tính làm gì nam thở giải đáp ê thì bây giờ phải đợi đến khi chiều tối tôi lại đi một chuyến đến trụ sở chứ biết sao trời sáng trưng như này ma nào dám xuất hiện tú nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu tán đồng từ bé đến giờ cậu có biết mặt mũi hình dạng con ma nó tròn méo hay như thế nào đâu đoàn cậu ta mở chiếc hộp gỗ lấy cặp kính lên đeo thử rồi cười nói này liệu là cô gian nói có thật không Tôi thấy nó cứ sai sai thế nào ấy. Nhìn thế nào thì đây cũng chỉ là cặp kính bình thường thôi mà. Nam giật phăng cặp kính ra khỏi mắt tú rồi chẹp miệng. Thì hóa ra ông bảo, chuyện tôi nhìn thấy vong hồn là do tôi tự bịa ra đấy à? Vơ vẩn, tôi lại táng trong một trận bây giờ. <laughs> tôi chỉ nói từ cảm nhận của tôi thôi mà. Làm gì mà nóng thế? Tôi thấy nhá, tôi phải tạt về nhà một chút. Không có mà mà tổng quản nhà tôi lại gọi điện ầm lên bây giờ đấy. Có gì cần cả lôn tôi một tiếng nhá. Tu gãi đầu rồi kiếm cớ chuồn về. Nam cũng chẳng buồn tiễn chân, chỉ ư một tiếng nhạt toẹt, hít một hơi thật sâu, anh cầm kính rồi đeo lên mắt. Rõ ràng anh vẫn cảm nhận cái cảm giác khó chịu như lúc mới đeo lần đầu. ấy vậy mà cậu túi kia đeo lên lại chẳng có chút biểu hiện gì khác lạ. Thiết nghĩ, cặp kính này đúng thật là đã được cô gian làm lễ xin ban phép, chỉ để dành riêng cho anh là vật phụ trợ cho đối mất âm dương của mình để giúp đỡ các vong hồn không siêu thoát quanh quẩn lên xuống nhà đi ra đi vào cũng gần hết ngày nam không thể đợi lâu hơn được nữa nhìn chiếc kim xây trên đồng hồ nhích từng bước nặng nề mà càng thêm sốt ruột anh lên xe phóng đến ngay trụ sở để thử nghiệm tác dụng của cặp kính mà cô doan cho đồng thời cũng để xem phán đoán của mình là đúng hay sai trời bấy giờ cũng đã nhá nhem đèn đường cũng đã được bật lên Nam ngồi ở quán nước phía đối diện, chăm chú dõi theo nơi mà đứa bé đã từng đứng. Chén chè nóng từ lúc bốc hơi nghi ngút cho đến khi nguội tanh nguội ngắt. Anh còn chưa uống lấy ngộm nào, nhưng đứa bé vẫn chưa thấy xuất hiện. Dòng người qua lại trên đường mỗi lúc một thưa dần, Nam bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Một tiếng trôi qua, quá đối bình thường với người khác, nhưng với anh, mỗi một phút kéo dài tựa cả tiếng đồng hồ, cái cảm giác vừa muốn thấy đứa bé kia xuất hiện lại vừa không muốn, thật khó có thể diễn tả bằng lời. Nhắc thấy ở bên phía trụ sở, những đồng nghiệp trực ca tối cũng bắt đầu mò đến. Một cơn gió bất chợt thổi qua, khiến cho Nam ớn lạnh. Đến khi Nam nhìn lại thì thằng bé hôm qua đã đứng đó từ bao giờ. Nó vội vã chạy đến một đồng đội của Nam cùng làm cơ quan nhưng bên mảng khác. Không ngừng khua chân múa tay trước mặt cậu ấy, như thể muốn cậu ấy nhìn nó vậy thế nhưng cậu kia vẫn cứ dắt chiếc xe đi vào chiếc xe đi xuyên qua người thằng bé như không vậy thằng bé bất lực đứng lại bên ngoài nhìn theo cậu kia mất hút sau dãy hành lang nó giống như không thể tiến vào bên trong nam vội vã đứng dậy chạy sang bên này nam bây giờ chắc chắn thằng bé này muốn được đồng đội kia của nam giúp đỡ nhưng cậu ấy không nhìn thấy thằng bé nên không làm gì được cô doan có từng nói những oan hồn sẽ đi theo những người hợp vía để mong được giúp đỡ và cũng có những oán linh ác đi theo để hại người hợp vía với mình hoặc cũng có thể người đồng đội này có liên quan gì tới thằng bé này chăng trong đầu nam một mớ những suy nghĩ hỗn độn không có lời giải nam bước sang tới bên này cũng là lúc không còn nhìn thấy thằng bé đâu hết nhanh chân giả bước nam tiến vào bên trong muốn tìm cậu kia dò hỏi xem có chút thông tin gì không đang bước đi trên dãy hành lang bất chợt nam cảm giác như có ai đang nhìn mình từ phía sau cảm giác ớn lạnh trong khi trời đang là mùa hè nam quay phắt lại nhìn không thấy ai anh nghi hoặc đảo mắt khắp nơi chắc chắn không thấy gì nam ấy yên tâm bước tiếp đi chưa được mấy bước cái cảm giác ấy vẫn còn nam bước chậm rãi mắt liếc nhìn lên tường nơi đó đang có cái bóng đen đang chậm rãi đi theo bất ngờ Nam quay phát lại quát lên một tiếng ai đó. Người phía sau giật mình, nhìn lại thì là Tú, cậu ta cười, cười cười. Tính hủ ông, ai ngờ lại bị ông hồ. Phải công nhận là ông ghê thật, vậy mà biết có người theo dõi, tôi nhẹ nhàng lắm rồi cơ mà. Nam lích xéo thằng bạn. Tối rồi, con già quỷ giả ma. Tôi mới là người bị ông dọa đây này. Cảm giác có người nhìn từ phía sau, ông có biết là nó ớn lắm không hả? tú cười khoái chí à, ờ <laughs> tôi quên giờ ông là thầy mà thầy thì có mắt ở sau lưng cơ <laughs> mà sao ông đến đây vào giờ này nam không nói nhiều kéo tay tú đi vừa đi vừa kể lại chuyện cho tú nghe sau khi lên đến phòng trực câu chuyện cũng được nam kể xong tú nhíu mày ý cậu nói là cậu hoàng có liên quan đến vụ này á à? tối bên hình sự mới kết thúc nằm vùng mấy hôm mới trở về mà. Nếu thế thì, theo tôi đoán, trong lúc nằm vùng cậu ấy bị thằng bé kia theo rồi. Hai mắt nam đã qua đảo loại suy nghĩ. Có lẽ là như vậy. Nơi hoàng nằm vùng có lẽ là gần nơi thằng bé chết, nên mới bị thằng bé kia nó theo về đây. Đi sang hỏi cậu ấy xem. Cả hai lại tiến bước, đi qua dãy nhà khác tìm đến phòng của Hoàng, đang ngồi bàn máy làm gì đấy. Nam cùng Tú tiến vào chào hỏi cho có lệ, sau đó vào chủ đề chính luôn. Nam hỏi, Cậu mới đi nằm vùng ở đâu về đấy? Hoàng cười đáp vì nghĩ chỉ là câu hỏi thăm bình thường. À, trên mạng biên giới Hà Giang, tôi đang theo một vụ đường dây buôn bán người quê biên giới. Tôi nằm mấy tháng nay rồi mới về được mấy hôm để báo cáo tình hình hiện tại, với lại lấy thêm ít thông tin về cái bọn buôn người này. Nam hiểu ra phần nào thằng bé kia có một vết khâu dài ở bụng, ổ bụng thì hóp lại, nếu không sai, thằng bé này đã bị bọn buôn người mổ lấy nội tạng. Không chừng và rất có thể thi thể của thằng bé ấy nằm ở đâu đấy rất gần chỗ Hoàng nằm vùng và cũng có thể Hoàng từng đi ngang qua nơi đấy, chỉ có như thế thì thằng bé mới có thể theo Hoàng về tới tận đây. Thầy có nhận được vụ báo cáo mất tích nào là trẻ con không Hoàng? Bây giờ thì cậu Hoàng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời. Một ngày có bao nhiêu là vụ ông hỏi vụ nào? Sao mấy ông lại quan tâm đến cái chuyện này? Đừng nói là người nhà các ông đấy nhá. Nam không biết nói như thế nào. Ờ, à, tôi kể trong cái này, không biết là ông có tin không, nhưng mà nó có liên quan tới ông đấy. Nam bắt đầu kể lại chuyện của mình cho Hoàng nghe, kể lại từ lúc giúp cô Vân cho tới lúc bắt gặp oan hồn thằng bé Tôi đứng bên xác nhận không quên phụ họa theo. Hoàng không tin lắm, nhưng cũng không tin hai người này nói dối. Nghĩ lại, Hoàng cũng có cảm giác có điều gì đó lạ. Tôi không biết như thế nào, nhưng mà dạo gần đây, tôi cũng cảm thấy có, có cảm giác gì đó rất là lạ. Cứ mỗi lần đến cổng trụ sở là tôi lại cảm thấy ớn lạnh. Nhiều lúc có cảm giác như là có ai đó đang gọi mình, nhưng mà lại có lúc như là có người kéo quần níu áo tôi vậy. Nam gật đầu, Tôi vừa trông thấy thằng bé ra sức vẫy gọi, lôi kéo, hy vọng ông thấy nó nhưng mà ông vẫn đi xuyên qua nó. Hoàng cảm giác lạnh người khi nghe Nam nói, chợt cậu ta vỗ chán. À, phải rồi. Theo như cậu nói, độ hơn 3 tháng trước, có nhận được một vụ báo mất tích. Thằng bé tầm tầm như là ông vừa nói. Được rồi, để tôi tra xem. Hoàng mở máy bắt đầu tra thông tin. Không lâu sau một tấm hình hiện ra, Nam dèo lên, Đúng rồi, đúng là thằng bé này rồi. Nhìn lại thông tin hồ sơ, Nam khẽ đọc đến từng chữ. Khi đi mặc áo màu vàng ngắn tay, có cổ logo in hình người nhện, quần xin màu xanh quá gối. Nam nhớ lại, đúng như vậy. Mặc dù cái áo Nam nhìn thấy thằng bé mặc bị rách, nhưng đúng như trên thông tin này. Không sai, đúng là thằng bé này rồi. Ông cho tôi biết là chính xác ông nằm vùng ở đâu được không? có thể thằng bé này muốn được đưa về nhà nên mới quanh quẩn theo ông hoàng hơi sợ khi nghe thấy có vong theo một hai hôm nữa có thể tôi sẽ phải trở về trên đấy nằm vùng tiếp bởi vì đối tượng tôi tìm vẫn chưa xuất hiện theo thông tin thì đối tượng này có hay lui tới một chợ phiên nhỏ nằm sát biên giới vậy mà rất nhiều anh em nằm vùng vẫn chưa phát hiện ra hắn đang ở đâu lần này ông cho tôi đi theo có được không biết được tôi giúp được gì mà không cần xin chỉ thị gì đâu coi như là tôi đi du lịch cần cho ông làm nhiệm vụ thôi. Hoàng suy nghĩ một hồi cũng đồng ý. Sau khi bàn bạc, Hoàng hẹn khi nào đi sẽ báo cho Nam. Không lâu sau Nam ra về. Trước lúc về Nam còn liếc mắt xem thấy thằng bé còn không, nhưng không thấy nó đâu cả. Nam bước qua chỗ bà hàng nước lấy xe nổ máy. Đang ngó trước ngó sau, xem có xe không để sang đường về. Một chiếc xe tải chạy qua Nam chuẩn bị kéo ga. Đúng lúc này, nam giật mình khi thấy thằng bé ấy đang đứng nguyên vị dưới gốc cây dùng một ánh mắt u ám nhìn nam chằm chằm da gà nổi lên toàn thân như có điện giật cho tê dại khoảng cách từ bên này sang bên kia đường khá xa nên nam chỉ biết đứng nhìn thằng bé lại gần nữa biến mất trước mắt nam mặc dù biết thằng bé không hại mình nhưng trông thấy một cảnh tượng kinh dị như thế nói không sợ thì là nói dối nam run run kéo tay ga hướng về nhà mình đâu biết rằng lúc này thằng bé lại hiện ra đứng dưới gốc cây miệng lẩm bẩm điều gì đó không một ai nghe thấy hai hôm sau chiều ngày hôm ấy nam chuẩn bị ít quần áo nói với gia đình là đi du lịch cùng bạn sau đó đi tới điểm hẹn cùng với hoàng bắt chuyến xe đêm đi lên trên ấy từ đây muốn lên tới trên ấy cũng phải mất đến bảy tiếng ngồi xe cả hai chọn đi đêm để lúc lên xe đánh một giấc khi tỉnh táo tới nơi là vừa. Trước khi đi Nam có dặn Hoàng là đến trước cổng trụ sở gọi tên đứa bé ba lần. Đây là cô John dạy, nếu muốn gọi Vong theo chỉ cần gọi ba lần, Vong sẽ nghe thấy và đi theo. Và trường hợp này chỉ có tác dụng với Vong đang đi theo mình thôi. Nam có nhờ cô John đến hỗ trợ giúp nói chuyện với thằng bé để có thể biết cụ thể thằng bé muốn gì và xác định nó đang nằm ở đâu thế nhưng cô gian từ chối cô nói chuyện này không thể nếu như có thể dễ dàng nói chuyện với vong và hỏi được như thế thì đâu cần điều tra mỗi lần có vụ án giết người nào đó chỉ cần gọi vong lên hỏi là xong cái cô làm được chỉ có thể là nhìn thấy và làm sợi dây liên kết giúp các oan hồn thực hiện điều mong muốn cuối cùng là nói chuyện với người thân mà thôi ngoài ra cô không thể xen vào việc của người khác nam hiểu ra nên quyết tâm muốn làm tới cùng chuyện này Trời bắt đầu về đêm, những ánh đèn xanh đỏ hai bên đường lộ đã được bật lên từ lúc nào. Những cánh cửa cũng bắt đầu đóng lại, kết thúc một ngày dài vất vả mưu sinh của biết bao con người. Nam tháo cặp kính ngả người xuống chiếc ghế được thiết kế vừa nằm vừa ngồi của chiếc xe rừng nằm. Nam lim dim cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình. Không biết qua bao lâu, chiếc xe bỗng trao đảo khiến cho Nam suýt ngã khỏi giường. Chiếc xe giống như là né một thứ gì đấy trên đường, đánh lái về một bên, nghiêng hẳn về bên ấy như muốn lật vậy. Sau đó chiếc xe lại lấy lại được thăng bằng vì tài xế nhanh chóng đánh lái ngược lại. Chiếc xe lại nghiêng đánh dầm một cái như là vừa nhấc hẳn bánh lên và bây giờ nện xuống mặt đường. Hành khách trên xe lúc này sợ hãi bám chặt vào thành giường, vài người la hét trong hỗn loạn. Tiếng phanh xe cứ ken két, ken két vang lên bánh xe bị thắng gầy hết cỡ dê trên mặt đường cuối cùng chiếc xe đâm sầm vào vách đá bên đường mới dừng lại được bánh xe trước bị lọt xuống mương thoát nước làm chiếc xe chuỗi hẳn về phía trước mọi người hốt hoảng chen chúc nhau xuống xe mặc dù chiếc xe đã dừng lại nhưng ai cũng sợ hãi chỉ muốn nhanh chóng xuống khỏi xe rất may là không ai bị thương xuống khỏi xe thấy những hành khách đi cùng đang túm tụm một chỗ xôn xao bàn tán nam cùng với hoàng cũng tiến đến ông tài xế đang không ngừng nói như để thanh minh cho sự cố vừa rồi rõ ràng tôi thấy có một người từ ven đường lao ra nên tôi mới tránh thế nhưng mà người đó cũng bị xe đâm trúng mà không lý nào người đó lại không làm sao và lại còn biến mất nhanh như thế hoàng cùng nam nhìn nhau theo bản năng nghiệp vụ cả hai đi một vòng quanh xe xem xét nơi đây vốn là đường đèo Thường thì sẽ không có ai dám đi lại trên con đường này, kể cả ban ngày, vì những khúc cua rất hẹp. Nếu tài xế tay lái không vững, rất dễ xảy ra tai nạn thảm khốc. Cả người cả xe đều lao xuống vực cũng không chừng. Nhưng bất cứ chuyện hy hữu nào cũng có thể xảy ra, không ai có thể khẳng định chắc chắn được. Cầm điện thoại, bật đèn flash, soi tới soi lui, từ gầm xe cho đến đoạn đường phía sau. Nhưng ngoài những vẹt bánh xe cháy khét in trên mặt đường, thì Nam và Hoàng không thấy gì cả. Mặt đường bằng phẳng, không có ổ gà hay ổ chó, một dấu máu cũng không có, mà ông tài xế lại nói rằng xe đã cán phải người. Điều này chứng tỏ ông ấy bị hoa mắt, hoặc có khả năng là... Trong đầu Nam đã mơ hồ liên tưởng đến những khả năng có thể xảy ra. Đúng lúc này, ở chỗ mọi người đang tụ tập, tiếng Anh phụ xe hét lên, miệng lắp bắp từng tiếng, hai người cũng vội vã chạy tới xem sự tình bác tài nh, nh, nhìn kìa cái kia là ngôi miếu hoang mọi cặp mắt lập tức đổ dồn về phía cánh tay anh phụ xe đang chỉ cách chỗ chiếc xe chỉ chừng độ chục mét ánh đèn pha từ xe đang dọi thẳng vào một ngôi miếu nhỏ cũ kỹ được xây trên một mỏm đá khá gần với mặt đường tường sơn bong chóc rêu xanh phủ kín mái ngói viên lành viên vỡ từ bên trong toát lên một vẻ u ám nặng nề đến đáng sợ tất cả hành khách trên xe ai nấy đều xanh xám mặt mày bầu không khí bỗng như loãng ra cảm giác lồng ngực căng tức đến muốn ngộp thở một số hành khách ít nhiều cũng đã đi lại ngược xuôi trên con đèo này nhưng chưa bao giờ để ý đến ở khúc này lại có một ngôi miếu hoang cả vì ngôi miếu nằm ở một vị trí khá là khuất so với tầm nhìn có những chuyện chỉ khi gặp phải mới biết là nó vẫn luôn tồn tại ông tài xế vốn cũng là cánh tài xế lái xe đường trường những sự như này đã gặp qua không ít chỉ có điều hôm nay ông đi lái thay cho một đồng nghiệp cung đường này ông mới đi lần đầu lại không được nghe cảnh báo là chỗ này có miếu hoang thành ra ông không bấm còi ba lần để xin đường theo luật của cánh tài xế ông lầm bầm chửi thề mẹ nó chứ đúng là tai hại mà xịt nữa thì chầu ông bà ông vải cả nút Nói đoạn ông tài xế vội nhảy lên xe, hí húi một hồi rồi mới xuống, trên tay cầm một thẻ vàng hương, rẽ đám hành khách đang xì xào chỉ trỏ. Ông tiến lại gần ngôi miếu, tay run run cầm chai nước lọc, rót một tuần nước mới, lại bật chiếc hộp quẹt. Tia đá lửa bắn ra xoèn xoẹt mãi mới châm được mấy que nhang. Ông tài xế chắp tay, lầm rầm khấn vái những gì không rõ, nhưng ai cũng đoán được là ông đang cầu xin vong hồn ngụ tại ngôi miếu này cho xe ông được qua đây an toàn đừng chọc gạo xô tay lái khấn vái xong xuôi ông tài xế hóa đống vàng mã một cơn gió từ đâu bất chợt thổi đến cuốn theo tàn tro bay thành vòng tròn như gió xoáy nam giật đến bắn mình mặt kinh hãi khi trông thấy một cái bóng mập mờ trong làn khói nhang nghi ngút đang đứng sừng sững trên ngôi miếu đó là một người phụ nữ toàn thân loang lổ những vệt máu nhuốm màu bộ quần áo trắng khuôn mặt nát bét bầy nhảy máu thịt không còn nhận ra được nhân dạng mái tóc dài bết lại bởi máu và não tương trắng ẩn tay chân mỏng dính như tờ không ngừng lúc lắc đung đưa xương cốt toàn thân cơ hồ cũng bị cán nát tim gan phèo phổi theo ổ bụng lòi hết ra ngoài lòng thòng một mớ hỗn độn hẳn là cô gái này khi chết đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp lắm, đến mức là toàn thân nát nhừ như tương, không còn lấy một chỗ nguyên vẹn. Vong hồn cô gái nhìn xuống ông tài xế bất giác nở một nụ cười nham nhở, ma quái. Trông qua Hoàng và những người hành khách khác, không thấy họ có chút biểu hiện gì là sợ hãi. Nam biết, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy vong hồn cô gái kia. Nam cũng không dành về những quy tắc ngầm của những cánh tài xế chạy xe đường trường chỉ biết là vong hồn cô gái kia vẫn đang hiện rõ mồn một trong mắt nhất thời anh không biết cô ta có cần giúp đỡ hay không nhớ ra cặp kính cô doan đưa vẫn còn để trên ghế ngồi nam không nói lời nào vội nhảy lên xe đeo kính lên rồi trở ra chỉ trong chớp nhoáng nhìn quanh một lượt cũng không thấy gì nam bèn bỏ kính xuống lập tức lại thấy vong hồn cô gái vẫn đứng ở chỗ cũ anh lắc đầu dụi mắt một hồi rồi lại đeo kính lên nhìn lại. Kết cục cũng như vừa nãy, anh không thấy gì, Nam hiểu ra vấn đề, nói thầm trong bụng. Thấy người lạ cô ấy không cần đến người khác giúp đỡ. Ê, hey, xem ra mình nghĩ nhiều quá rồi. Nam thở dài, tháo cặp kính xuống bỏ vào túi. Đột nhiên anh giật mình, hét lên một tiếng. Mọi người theo phản xạ cũng giật mình, hướng mắt về phía anh với vẻ mặt khó chịu. Không biết là cái thằng ninja này nó tính dọa ai hay sao? giữa đêm hôm thanh tĩnh như này đang căng thẳng chết mẹ ra tự dưng hét lên như thằng điên không ai hay rằng ngay lúc này vong hồn cô gái đang đứng ở ngay trước mắt nam cách anh chỉ chưa đầy hai chục phân ở khoảng cách gần như thế này khuôn mặt nát bấy đầy máu me của cô ta đang trở nên kinh dị tẩm lợn đến muốn nôn mửa tại chỗ vong hồn cô gái vặn vẹo cái đầu hướng hai hốc mắt trũng sâu nhìn nam với đầy sự ma quái một bên lòi hẳn con ngươi ra ngoài, bên mắt kia dường như đã bị nổ, chỉ còn lại cái vỏ xẹp lép. Từ khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham nhở, trong tai của Nam bỗng văng vẳng một chàng cười the thé, nghe ám ảnh đến rợn người. Thân ảnh của cô gái cũng dần dần tan biến trong không khí, tiếng cười mỗi lúc càng trở nên xa xăm cho đến khi tất cả trở về trong yên lặng. Hẳn là vong hồn cô gái đã nhận ra việc nam biết đến sự tồn tại của cô ta nên cũng chỉ muốn trêu ghẹo thêm chút ông tài xế bấy giờ mới trở xuống phủi tay rồi nói xin mọi người thưa lỗi về sự cố vừa rồi cũng mong rằng mọi người giữ kín chuyện này chính làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà xe cũng buồn rồi mọi người lên xe đi chúng ta tiếp tục khởi hành anh lơ xe làm nhiệm vụ của mình kiểm soát lại hành khách xem có thiếu ai không rồi mới giao hiệu cho ông tài xế có thể tiếp tục tất thảy mọi người cũng đã đồng ý sẽ giữ kín chuyện ma sô xe suýt rớt vực vì tính mạng của họ vẫn còn giữ được đến lúc này phần lớn cũng là nhờ tay lái vững vàng của ông tài xế chiếc xe bon bon chạy trên đường đèo nam nhìn qua ô cửa kính về phía ngôi miếu thấy vong hồn cô gái thân ảnh mỏng dính đung đưa theo từng cơn gió cô ta vẫn đứng lừng lững trên nóc ngôi miếu hoang như đang chờ đợi những tiếng còi xin đường của những chiếc xe sẽ và sắp chạy qua khúc đường này. Bất giác, cô ta quay ngoắt đầu 180 độ, mắt đối mắt với Nam, miệng ngoác ra mà nở một nụ cười như muốn nói, hẹn gặp lại. Hoàng ngồi bên cạnh thấy biểu hiện của Nam khác thường, cậu ta vỗ vai rồi hỏi. Này Nam, ông làm sao thế? Thế không khỏe chỗ nào à? Hay là say xe? Đây tôi có mang thuốc đây, hay là ông uống tạm mấy viên nhé? Mất một hồi Nam mới quay sang nhìn Hoàng lắc đầu. Không, tôi không sao. Không sao cái gì mà không sao. Cái mặt ông nó thể hiện ra hết rồi kìa kìa. À mà này, bạn này lúc xuống xe, tự dưng ông hét ẩm lên. Rốt cuộc là có chuyện gì đấy? Nam chẹp miệng, biết là không nói cũng không xong với thằng cha bên đội hình sự này. Cậu cứ làm như tôi là tội phạm không bằng. Thế muốn biết thật à? Hoàng gật đầu, mặt đầy vẻ háo hức chờ đợi. Có lẽ bệnh nghề nghiệp thường xuyên phải thẩm vấn điều tra tội phạm để phá chuyên án đã thành một thói quen không thể bỏ. Nam dòm trước ngó sau, khẽ thì thầm vào tai cậu ta. Thì, bà nãy, đã tôi trông thấy cái vong hồn ở trong ngôi mỹ hoàng đó. Nụ cười trên miệng hoàng chật tắt, cậu ta dùng mình khi tự tưởng tượng ra những gì mà Nam trông thấy. Nam vội vã bịt miệng để tránh cho cậu ta hét toáng lên. Này này, ông định đánh thức mọi người lại dậy lần nữa được thôi ngủ sớm đi không có mai xuống xe không có sức mà lết đâu hoàng bị bịt miệng chặt đến gần như không thở được chỉ phát ra những tiếng ươm ươm gật đầu lia lịa nam mới buông tay hoàng nhìn một lượt quanh xe thấy hành khách xung quanh đa phần đều đã say giấc dù có rất nhiều điều muốn hỏi như con ma trông nó như thế nào nó có chân có bóng hay không mặt mũi nó ra làm sao nhưng vì giữ ý thức chung, cậu ta cũng không nói lời nào thêm. Có gì đợi sáng mai xuống xe, giờ hỏi cũng không muộn. Không gian trong xe lại vang lên những tiếng thở, tiếng ngáy đều đều. Cả hai cũng ngáp dài ngáp ngắn, rồi cũng ngả lưng ra ghế, mắt nhắm lại, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Chiếc xe vẫn bòn bòn chạy. Phía bên trên ghế lái, ông tài xế tập trung cao độ, phóng tầm mắt ra xa đến cả chục mét, những mong sẽ không gặp phải chuyện tương tự một lần nào nữa. Quá tàm bà bận, may mắn chưa chắc đã có tới lần thứ hai. Trời tờ mờ sáng, chiếc xe khách dừng bánh tải bến đỗ, mọi người nghe tiếng sang sảng thúc dậy của anh phụ xe thì cũng choàng tỉnh, lục đục kiểm tra lại đồ đạc của mình rồi xuống xe. Ở bên dưới cả đám cánh lái xe ôm nhào nhào chạy đến, trèo kéo khách, làm cuốc mở hàng, Nam và Hoàng phải vất vả lắm mới thoát ra được cảnh bon ten, số lấn tranh giành khách với nhau. Xuống xe, Nam cảm nhận sự khác biệt rõ ràng về thời tiết. Dù bây giờ đang vào hè, ở nhà thì nắng nóng như đổ lửa, nhưng ở đây lại có cảm giác xe lạnh. Xung quanh phủ trắng sương mở, nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa. Anh cũng có tìm hiểu qua, nơi đây vốn là vùng cao, mức nhiệt cũng thấp hơn so với bình thường. Mùa lạnh kéo dài gần như cả năm, giờ mà đã lạnh đến như này. Không biết khi mùa đông đến thì thời tiết còn khắc nghiệt đến mức nào. Nam ôm lấy tay, miệng suýt xoa, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhức bút, cơn đau bất chợt nhói lên từ trong da thịt, có lẽ là do vết thương tái phát. Hoàng trông thấy sắc mặt Nam biến chuyển lên hỏi. Ông không sao đấy chứ? Nam lắc đầu đáp. Tôi không sao, chắc là do trai gió trở trời, tôi chỉ thấy hơi đau chút thôi. Ừ, Lần đầu tới đây tôi cũng vậy đấy. Ông chịu khó một chút. Rồi khắc quen ngấy mà. Giờ mình qua kia làm bát cháo cho ấm người nhỉ. Vừa nói Hoàng vừa chỉ tay sang phía bên kia đường. Nam cũng chính là đang có ý này. Đến đây thì cũng đã đến rồi. Anh còn chưa biết phải bắt đầu điều tra tung tích đứa bé từ đâu. Mà việc gì thì việc ăn uống vẫn là quan trọng hàng đầu. Không ăn thì làm gì có sức mà điều với cha. Hoàng tới đây có lẽ cũng đã nhiều lần nên trông có vẻ quen thuộc đường lắm cậu tao đi một mạch ra khỏi bến xe trong cái khung cảnh chập choạng chẳng nhìn rõ mặt người nam chỉ biết xách ba lô chạy theo sau như sợ lạc mất thằng bạn chọn một chiếc bàn ở trong cùng trong một quán ăn nhỏ được xây dựng theo lối cổ trông cũng khá là sạch sẽ trong lúc chờ đồ ăn được bề ra nam lại dán mắt vào điện thoại nhưng chủ yếu chỉ để xem trên các trang báo mạng có gì mới hay không hoàng cũng nhắn tin báo cho mấy đồng nghiệp nằm vùng ở đây biết là cậu ta đã đến đột nhiên nam có cảm giác lạnh sởn gáy nhìn qua nhìn lại đã thấy vong hồn đứa bé bất thình lình xuất hiện trước mặt anh đúng hơn là ngay sau lưng hoàng nó không ngừng chân chân mắt nhìn ra phía cửa quán nét mặt dường như đang vằn lên tia giận dữ nam khó hiểu vì suốt cả đêm qua trên xe không thấy đứa bé xuất hiện lần nào khiến cho anh chỉ lo là hoàng không gọi được nó đi theo giờ trông thấy nó thì anh lại có cảm giác khó hiểu vì bây giờ trời cũng đã gần sáng đứa bé xuất hiện là vì lý do gì tiếng của một gã đàn ông có chất giọng giang hồ vang lên làm nam chú ý bộ béo cháu bắt cháu nhiều thịt không hành ăn mà không ngon ông đi đập nát cái quán này bà chủ quán tay băm tay chặt vâng vâng giả giả dối rít Dường như bà từ nơi khác đến đây làm ăn, không muốn bị quấy phá, nên cũng phải cắn răng chịu đựng, kiêng rẻ những thành phần như này. Nam quay đầu lại, nhìn một cái. Dưới ánh đèn mở, thấy đó là một gã đầu chọc lóc, mặt mũi bặm trợn, đầy những vết sẹo ngang dọc, cánh tay kín mít hình xăm, vòng bạc bằng đầu ngón chân cái trên cổ, trông như sợi xích chó. Quần áo kỳ dị chẳng giống ai. Những kẻ như này trong mặt bắt hình rong thì đến trăm phần trăm thuộc dạng bất hảo nghĩ bụng ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu nên nam cũng không để ý nữa thấy hoàng đang cắm cúi mặt vào ăn dường như không để ý gì xung quanh anh cũng với lấy hộp giấy lau thìa để chuẩn bị thưởng thức bữa ăn sáng đầu tiên trên mảnh đất hà giang ánh mắt của anh vô tình lại dừng trên vong hồn đứa bé nó vẫn đang không ngừng nhìn về phía gã giang hộ kia từ lúc gã bước vào cho đến khi gã ngồi xuống ghế. Bất chợt từ hai mắt của đứa bé bỗng chảy ra hai hàng huyết lệ, tay đưa lên cao hướng về phía gã, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Nam trông thấy cảnh tượng này là lần đầu, biết là có sự lạ. Anh ngoái đầu nhìn về phía gã giang hồ kia một lần nữa, rồi gõ tay xuống bàn mấy tiếng, ngầm ám hiệu cho Hoàng. Hoàng ngước mắt lên, thấy ngón tay của Nam đang chỉ về gã giang hồ ngồi phía trước. Nam thì thầm, cố gắng sao cho cuộc trò chuyện nhỏ nhất có thể ông cháu với thằng cha đó có quen không tôi có linh cảm là gã có liên quan đến đứa bé hoàng thoạt đầu chỉ đơn giản là nghĩ nam đang suy diễn vớ vẩn vừa mới chân ướt chân giáo đến đây còn chưa đầy nửa tiếng mà nhìn đâu cũng thấy tội phạm đoàn cậu ta trợn tròn mắt miệng phồng lên như ngậm trứng, cố gắng lắm mới nuốt trôi được là là hắn Nam thấy vẻ mặt khác lạ của Hoàng, liền đứng dậy tới ngồi cạnh cậu ta, ghé sát tài hỏi. Ông quen gã tà Hoàng cầm điện thoại lên, mở một file ảnh lệnh truy nã đối tượng mà cấp trên vừa gửi xuống cho các mật vụ. Đồng thời cũng được chỉ thị khi chúng thấy đối tượng này phải theo dõi thật sát, tuyệt đối không được hành động một mình, tránh rút dây động rừng. Hoàng khẽ đáp. Gã chỉ là một kẻ, trông được giấy buôn người xuyên biên giới, mà đội hình sự chúng tôi đang truy nã đó thật không ngờ sau bao nhiêu tháng không lần ra được dấu vết mà hôm nay gã dám ngang nhiên xuất hiện yếu thách thức pháp luật vậy nam nhìn bức ảnh trong điện thoại vừa nhìn vừa đối chiếu với gã giang hồ kia quả thật đúng là gã có khác chỉ là ở bên ngoài trông gã béo tốt hơn một tí hẳn gã phải ăn no ngủ kỹ lắm nam nghĩ rằng giết người mổ nội tạng đèn bón của biển giới ác đến toán tận lương tâm mà trông hắn vẫn có thể ung dung vậy sao? Đúng là cầm thú mà. Hoàng lén chụp một bức ảnh của gã giang hồ rồi gửi về cho các đồng nghiệp nằm vùng yêu cầu khẩn trương đến đây tiếp ứng. Hồng lần ra được hang ổ để răng lưới bắt chọn một mẻ quyết không để cho kẻ nào chạy thoát. Gã giang hồ đang cho cả bát cháo nghi ngút khói lên mồm mà húp như kẻ chết đói lâu ngày. Đang trông theo từng nhất cử nhất động của gã cùng với Hoàng, Nam chợt thấy vong hồn đứa bé đang từ từ từng bước tiến lại gần chỗ của gã, miệng rên lên hừ hừ, thanh âm ma mị đến giận người. Gã giang hồ bất giác toàn thân run lên, lông tay dựng đứng, da gà nổi lên hàng đàn. Gã đứng phát dậy, sôi máu đập tan bắt cháo còn nguyên một nửa xuống đất đến vỡ tan. Cháo văng giật tung tóe, bắn cả vào những vị khách đang ngồi bàn bên. Nhưng không ai dám nói gì, sợ rước họa vào thân còn mẹ nhà nó, cháu cái kiểu đéo gì mà càng ăn càng lạnh thế này. Mày có muốn làm ăn ở cái xứ này nữa không? Hả cái con mụ béo kia? Nói đoạn, gã giang hồ hập hực ra khỏi quán. Tiền cũng không thèm trả. Bà chủ quán mặt mũi xanh xám chỉ biết lúi húi thu dọn từng mảnh vỡ trông đến tội nghiệp. Nam và Hoàng thấy đối tượng đã rời khỏi vị trí cũng vội vã đứng dậy, móc tiền trả rồi vội vã bám đuôi tránh để mất dấu. Trên cung đường gồ ghề đất đá, sương mù vẫn chưa tan hẳn. Gã răng hồ dù đã khoác trên người chiếc áo dày cộm, nhưng vẫn không ngừng rên hờ hờ run rẩy Đi từng bước một cách nặng nhọc. Phía sau lưng gã, vong hồn đứa bé vẫn đang bám theo từng bước. Nam cảm nhận được rõ rệt cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương đang toát ra trên cơ thể của nó. Hoàng gửi tin nhắn thoại báo cho các mật vụ. Đối tượng đang di chuyển về phía cánh rừng phía Bắc, cách bến xe 1 km. Đề nghị các đồng chí khẩn trương, bao vây khu vực ấy. Nam cùng Hoàng không dám đi theo nữa, nếu như để tên này phát hiện, thì bao công lao tìm kiếm hắn coi như đổ sông đổ bể. Lúc ấy mà muốn tìm bắt hắn, khẳng định là khó khăn hơn gấp trăm lần. Sau khi nhận được phản hồi từ đồng đội báo rằng đã tiếp cận được đối tượng, Nam cùng Hoàng vội vàng núp đi nơi khác, kẻo bị phát hiện. Hoàng đưa Nam đến một nhà nghỉ cách đó không xa, vừa tới nơi hoàng vội vàng thay quần áo dán dâu đội tóc giả bây giờ trông hoàng khác xa hoàn toàn với vẻ ban nãy hoàng dặn dò nam ở đây còn bản thân hoàng phải đi tiếp ứng lần dấu vết của tên long kia bởi vì một người xuất hiện quá nhiều lần trước mặt hắn sẽ bị nghi ngờ ngay nên các đồng chí đều phải thay phiên nhau còn phải thay đổi diện mạo liên tục cốt là đi theo chờ chỉ thị và điều động của cấp trên hoàng đi rồi bỏ lại mình nam chờ đợi trong phòng cảm thấy buồn chán anh đứng nhìn ra cửa sổ không cảnh núi rừng đại ngàn bao la từng tiên nắng vàng bắt đầu le lói chiếu xuống chở phiên của người dân tộc nơi đây hơn một ngày sau hoàng điện thoại báo tin đã bắt được tên long cùng với một số đồng bọn khác của chúng còn giải cứu được hai bé trai đang bị giam giữ không nói nhiều nam vội bắt xe đến trụ sở công an huyện để gặp hoàng bởi vì đối tượng đang được tạm thời giam giữ ở đấy. Đi không lâu đã đến trước cổng, Hoàng đứng đợi Nam bên ngoài đưa vào trong. Chúng tôi theo nó hơn một ngày ông ạ. À. Mẹ cứ bọn này, ghê thật. Chúng nó ẩn tít trong rừng sâu, sát mạng biên giới. Chúng ẩn tít trong một cái hang sâu. Chúng tôi mất gần 30 chiến sĩ để với bắt nó đấy. May mà đến kịp chúng đang chuẩn bị sát hại đứa trẻ khác để lấy nội tạng mang sang biên giới luôn. Hoàng thao thao bất tuyệt kể lại diễn biến cho Nam nghe. Càng nghe Nam càng nể phục về cách thức hành động của đội ngũ hình sự, nhưng nghĩ lại đã khoác lên mình màu áo xanh bất cứ ban ngành nào cũng đều có thế mạnh và trình độ riêng của mình và chung quy lại đều vì nước quên thân, vì dân phục vụ cả. Nam hỏi, Thế thằng Long đang ở đâu? Nó cùng với hai thằng khác đang trong nhà tạm giam. Một thằng là bác sĩ chuyên mổ đến nội tạng, còn một thằng là môi giới bán nội tạng nó là người tàu sang đây chuẩn bị lấy nội tạng mang về thì bị tóm luôn chúng tôi vẫn còn đang theo dõi lấy khẩu cung của những tên có liên quan vẫn đang ung dung ngoài phòng pháp luật ông cho tôi gặp chúng được không được ông đi theo tôi hoàng đưa nam đến một dãy nhà nhỏ nằm phía sau trụ sở chính ở đây có mấy căn phòng xây liền kề với nhau như dãy nhà trọ điểm khác biệt là cửa được hàn từ những thanh sắt chắc chắn và có thể nhìn thấy được bên trong Nam đứng một vị trí nhất định, nhìn vào bên trong thấy có ba người đang ngồi trong một nhà giam. Trong đó có tên Long Sẹo. Cương mặt hắn có lẽ bị ăn đòn không ít, nên giờ đây sưng húp đến híp cả mắt. Bây giờ trông nó khác xa với với dáng vẻ bạn trợn, hôm qua Nam nhìn thấy. Nam nhờ mắt nhìn kỹ hơn, thì giật mình khi thấy đứa bé kia đang ngồi trên cổ thằng Long. Hai mắt giận dữ như hận không thể ăn từ nút sống thằng Long. Mắt thằng bé càng lúc càng đỏ và chảy nhiều máu hơn. Quanh thân nó dường như còn đang tỏa ra một luồng khói đèn hắc ám. Điều này Nam cũng không biết là gì. Nam vội vã gọi cho cô Gian hỏi về điều này, xem như thế có điều gì xấu hay không. Cô Gian nhấc máy ngay sau đó, sau khi nghe Nam nói lại toàn bộ cô thở dài. Oán niệm và sự thù hận của đứa bé này quá lớn, nó muốn trả thù kẻ đã hại mình nó. Bây giờ, hãy làm theo lời cô nói đây. Cô Doan hướng dẫn cho Nam một cách tỉ mỉ Nam gật đầu vâng dạ Sau đó tắt máy quay sang hỏi Hoàng Này Thế tên kia đã khai gì chưa Chưa Bị ăn đòn tới như thế nhưng mà nó vẫn cứng mồm lắm Chưa chịu khai cái gì cả Tôi bảo này Ông nút riêng tiên long sang một vòng giam khác Đảm bảo ngày mai nó sẽ khai tất Hoàng nhìn Nam vẻ mặt nghi ngờ Nam vội nói Thế có mất mát cái gì đâu còn bao nhiêu phòng giam trống ông không tin đêm nay tôi với ông canh chẳng hắn đảm bảo ông sẽ có bội thù lớn hoàng gật đầu đồng ý vì nó quả thật không ảnh hưởng gì ngay tức khắc đi báo với cấp trên một tiếng rồi lôi cổ tên long ném vào nhà giam cuối dãy không có bóng người nào trước mặt lại là tường rào cao chót vót và bên ngoài là những rừng cây xanh tốt tên long vẫn vênh mặt biểu thị không khai gì hắn sẽ không sao cả dù gì hai đứa trẻ kia không sao và thi thể của những đứa trẻ xấu số, số vẫn chưa được tìm thấy. Không có bằng chứng rằng hắn đã giết người thì mức án của hắn chỉ là vài năm. Thời gian qua tiền hắn kiếm được không ít, bây giờ ngồi tù vài năm, lúc già vẫn là một người có tiền, sợ chó gì. Đêm hôm ấy trời không một ánh sao sáng nào, tất cả được bao phủ bởi mây đen u tối và màn đêm lạnh lẽo Tên Long đang co quắp trên chiếc giường sắt không chăn không gối, cố gắng xua đi cơn lạnh để dỗ giấc ngủ. Chả biết do hắn sợ hay vì lý do gì mà trời đã đổ về 2 giờ sáng rồi mà hắn vẫn không ngủ được. Cả đêm cứ lật qua lật lại như cá rán. Cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Hắn từ từ mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng hắn mơ thấy mình đứng trên một ngọn núi cao, phía trước là vực thẳm. Hắn đưa mắt nhìn quanh bất giác hắn phát hiện ra sau lưng mình có một đứa bé đang đứng. Đứa bé này có chút quen mặt, đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Một giọng nói u ám trầm bổng xen lẫn với tiếng cười của trẻ con vang lên. Chú ơi, đi thôi, đi theo cháu thôi. <laughs> cháu đau lắm chú ơi, chú có biết đau là gì không chú? Thân hình thằng bé bỗng chốc trở nên vặn vẹo, gương mặt trắng xanh, hai mắt trũng lại, đỏ ngầu. Chiếc áo vàng bỗng chốc đổi màu nhanh chóng, trông như màu cháo lòng. Nơi ổ bụng chiếc áo bị rách toạc ra, để lộ ra cái bụng trống huếch trống hoác. Dòng máu đen xỉ lẫn cả cục máu đông, chảy ra ồ ồ. Máu nhiều đến nỗi, chỗ mặt đất thằng bé đứng, nhuộm màu đỏ màu máu. Sự thay đổi trong nháy mắt, làm cho tên long đứng chết chân tại chỗ, không tin vào mắt mình, Long vẫn chưa hiểu gì thì thằng bé chạy như điên về bên này xô một cái cả hai cùng rơi xuống vực sâu thăm thẳm hắn giật mình tỉnh dậy mồ hôi vã đẩy trên trán hắn quẹt đi những giọt mồ hôi lạnh thở phào khi nhận ra ấy chỉ là giấc mơ đúng lúc này gió từ ngoài thổi vào cơn gió mang theo hơi lạnh từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gặp hắn liếc mắt về phía cửa thì giật bắn người khi thấy có bóng dáng một người đang đứng ngoài cửa ánh đèn vàng phía xa làm cho hắn nhận ra ấy là một đứa trẻ tim hắn đập liên hồi như trống trường với một thằng máu mặt không sợ trời không sợ đất thì bây giờ đây hắn cũng cảm thấy toàn thân tê dại khi thấy bóng dáng đứa trẻ kia hiển nhiên hắn biết giờ này không có một đứa trẻ nào còn thức và giả như còn cũng không thể vào đây được hắn biết mình đang gặp phải thứ gì chớp mắt một cái đứa bé kia biến mất không còn dấu vết. Tên Long nhảy xuống khỏi giường, chạy đến bám vào xong cửa, nhìn ra bên ngoài. Không có gì, hắn liền lầm bẩm Không lẽ lọt thật? Không thể nào, bao nhiêu năm, làm gì có gì? Hắn vội sờ vào túi quần, tìm chiếc điện thoại, nhưng đã quên mất rằng chiếc điện thoại đã bị công an thu mất. Trong ốp lưng của chiếc điện thoại ấy, hắn có nhét một lá bùa ông người tàu cho, nó là dốt tránh khỏi những oan hồn chết oan tìm về đòi mạng. Hắn nghĩ có lẽ nào lời ấy là sự thật. Mất lá bùa thì mạng hắn cũng tòi. Nhìn một lúc không thấy gì, hắn quay trở lại giường. Như cho chắc, hắn với tay bật chiếc đèn duy nhất lên. Ánh đèn trắng lâu ngày đã yếu ớt, không chiếu sáng nổi gian phòng bé. Nhưng cũng đủ cho hắn bớt sợ hơn. Chiếc đèn đột nhiên nổ bụp một phát mảnh thủy tinh bắn khắp nơi ghim cả vào tay hắn làm cho máu chảy ra thành dòng thằng long sợ hãi đứng nép sát vào tường đưa mắt nhìn giáo giác mặc kệ cho tay mình đang chảy máu sau vài giây không thấy động tĩnh gì hắn lại tự trấn an mình rằng là chiếc đèn lâu quá nên mới như thế hắn đưa tay lần lên vết thương nhổ mảnh thủy tinh vẫn găm trên ấy ra tên long thở dài sau những chuyện lạ vừa xảy ra định bụng trèo lên giường nằm Đúng lúc này hắn phát hiện ra trên giường mình đang có một cái bóng đen đang ngồi ở đó. Hắn ngã ngồi về sau, chiếc đèn đã nổ đột nhiên chớp tắt liên hồi. Trong cái ánh sáng mờ ảo ấy, Long trông thấy mơ hồ là một đứa trẻ. Nó đang ngồi bó gối trên giường. Một cái chớp điện nữa được sáng lên, Long hoảng hồn khi thấy đứa bé ấy bây giờ đang trước mặt mình. Lúc này tên Long nhìn rõ một một đứa bé này, vậy mà lại giống hệt đứa bé ban nãy mình thấy trong giấc mơ. Từ ánh mắt cho tới cái... cái ổ bụng. Ổ bụng thằng bé bây giờ đang không ngừng nhỏ tông tỏng, tông tỏng, từng giọt máu tanh xuống nền nhà. Một âm thanh ma mị vang lên. Sao chú giết cháu? Cháu xin chú rồi mà. Chú ơi, khan cháu đâu? Tìm cháu đâu? Thật cháu đâu? Cháu đau lắm chú ơi. Chú muốn biết cảm giác đau ấy không chú? Sự sợ hãi của tên Long bây giờ lên tới cùng cực. Hắn run rẩy toàn thân, đầu lắc lia lịa. Không, không. Tránh xa tao giả Tr tránh xa tao giả Có có hay không? Ở, ở, có ai ở đây không? Đáp lại lời hắn là một cơn gió lạnh thổi ù ù vào. Tiếng gió càng làm cho thanh âm của thằng bé thêm ghê rợn chú ơi đi theo cháu đi cháu nhớ mẹ cháu lắm chú cùng cháu về gặp mẹ cháu tạ tội đi thoáng một cái thằng bé đã dí sát mặt mình vào mặt tiên long ánh mắt đỏ bằn tia máu gương mặt trắng xanh lúc này dí sát làm tiên long trông thấy từng cái lỗ nhỏ đang không ngừng có mấy con trùng ngọ nguậy chú không chịu sự trừng phạt của pháp luật thì Cháu cho chú chịu sự trừng phạt của cháu <cười> Tiếng cười ma mị Của một đứa trẻ vang lên Tiếp sau đó đứa bé kia trong tay Tự lúc nào Đã xuất hiện một con dao gầm sáng loáng Nó cầm con dao đâm một nhát mạnh mẽ vào cạnh sườn Con dao lút cán Cơ hồ chạm đến cả xương Lòng đau đớn Dùng hai tay đẩy đứa bé ra Nhưng tay hắn chỉ khua vào không trung Không chạm vào bất cứ thứ gì đứa bé lại rút dao ra đâm trực diện vào ổ bụng kéo một đường dài làm ổ bụng bị phanh ra ruột cũng theo đó lòi ra hết bên ngoài long đau đớn dùng hai tay ôm lấy bụng và mỡ ruột nhảy nhụa máu me lẫn cả dịch vàng khi một đoạn ruột bị đâm thủng bốc mùi hôi thối có ai không cứu tôi cứu tôi tiếng nói yếu ớt vang lên sự đau đớn làm cho tiên long ngã nhoài ra đất thân hình cong như con tôm ôm lấy bụng mình. Tên Long không hiểu vì sao mình không chạm được vào đứa bé này mà nó lại có thể đâm được mình. Nhưng thứ hắn gặp đâu phải là người mà là con ma. Mà ma thì làm gì có theo quy luật vật lý hắn vẫn từng được học. Một nhát dao lại mạnh mẽ đâm lưng mạng sườn làm tên Long giật người theo nhát đâm xuống rồi rú lên. Hắn lúc này dường như muốn chết đi ngay để không phải chịu đựng cơn đau dày vò Thế nhưng bây giờ quyền quyết định không phải trong tay hắn. Đúng lúc đó Hoàng cùng Nam xuất hiện. Nam ném một nắm cho hương về phía thằng bé. Một tiếng hét đau đớn vang lên. Thằng bé biến mất ngày tức khắc. Lúc ấy tên long cũng lịp dần, lịp dần. Xe cứu thương được Hoàng bố trí chờ sẵn theo lời dặn của Nam nhanh chóng đưa tiên Long đi đến bệnh viện. Sau mấy tiếng đồng hồ cấp cứu, tên Long cũng qua cơn nguy kịch. Hoàng đứng bên ngoài, không nhịn được hỏi Nam. Này, sao thằng này nó tự đâm mình, rồi tự làm nhảm như thằng điên thế? Mà xong biết được chuyện này sẽ xảy ra hả? Còn nữa, tại sao lại để nó sắp chết mới cứu? Nam cười vì Hoàng không trông thấy được đứa bé, chứ Hoàng nhìn thấy chỉ là thằng Long tự đâm mình. Cái này, tôi nói với ông rồi, là ma làm đấy. Hoàng vẫn chưa tin vào việc này, nhưng cũng không còn câu trả lời nào hợp lý hơn lúc này. Ngày hôm sau Nam cùng Hoàng đến gặp tên Long, nam chìa ra một lá bùa nói muốn sống thì trả nợ trần còn không tôi sẽ để cho nó đến tìm anh mỗi đêm tên long sợ hãi biết nam đang nói gì vội vàng van xin cán bộ xin cán bộ trả nó cho tôi tôi khai tôi khai tất cả mà hơn một tháng sau trong phiên tòa xét xử có hơn tám bị cáo đứng trước vành móng ngựa ngay khi tên long khai báo các đồng chí công an nhanh chóng vây bắt được các đối tượng trong đường dây bắt cóc buôn người và buôn bán nội tạng mức án chúng phải nhận là trung thân nghe xong tòa tuyên án người nhà nạn nhân ai nấy đều khóc òa đau xót cho con em mình nam cũng có trong phiên tòa xét xử bất xác nam cảm thấy sau lưng lạnh toát vội quay lại nhìn đứng trước cửa ấy vậy mà lại là thằng bé kia sau lưng nó là người đàn ông mặc đồ đen cả hai nhìn nam một cái rồi gật đầu sau đó tàn biến trong ánh nắng vàng rực rỡ của một ngày đẹp trời nam lẩm bẩm mà cũng xuất hiện được vào ban ngày nhỉ nam mỉm cười khi mình lại vừa giúp được một linh hồn nữa được giải thoát khỏi sự đau khổ ở trần gian mang lại hy vọng kiếp sau những linh hồn này sẽ được phúc báo bên ngoài phía xa xa dưới tản cây xanh tốt một người đàn ông đang đứng đó nhìn vào nơi nam đang ngồi trên mặt hiện lên một vẻ mặt phức tạp. Ông ta quay lưng rời đi, trong miệng lẩm bẩm gì đó không ai biết. Điều lạ là không một ai thấy ông ta và bóng của ông ta cũng không in xuống mặt đường. Quý vị khán thính giả bà con cô dì chú bác anh chị em thân mến chúng ta vừa nghe xong nội dung hai câu chuyện trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện và bây giờ thì thời lượng chương trình hôm nay cũng đã hết xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau thân ái chào tạm biệt